tên chúng tôi ghi để xem xét điều chỉnh cho hoạt động nhà trường nhằm thực hiện tốt hơn để giữ vững trách nhiệm của sinh viên, đảm bảo tốt hơn các quyền lợi cho sinh viên. Năm nay trường đại học Hải Đức tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh đạo nhà trường với sinh viên và sinh viên tại Hà Nội. Tới dự và trực tiếp sẽ đối thoại với sinh viên ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Nam, bí thư đảng ủy hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Nam, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường. Tới tham dự hội nghị đối thoại với sinh ngày hôm nay còn có các thầy cô và lãnh đạo các nhà trường, các thầy cô giáo của các phòng, khoa, ban, trung tâm, trang, đoàn thanh niên, hội sinh viên của nhà trường để đi ra để tham dự. Đến tham dự đông đảo những cái góp phần chính để quân đối thoại tại với nhà các lớp trường và đại sinh viên được bầu vào các lớp. Xin được cảm ơn các bạn nghe. Xin chào các bạn đã và em đi đến. Hội nghị đối thoại của chúng ta hôm nay sẽ có các phần chính sau đây. Phần thứ nhất, thầy hiệu trưởng sẽ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phần thứ hai là sinh viên sẽ nêu các ý kiến đề xuất kiến nghị của lớp và sẽ giải đáp trực tiếp từ các đơn vị của nhà trường. Thì từ khi chưa tinh thần các công văn mà chúng tôi nhà trường đã gửi cho các lớp thì các lớp đã tiến hành họp lớp và tập hợp các quyền đề xuất của sinh viên cho lớp. Hôm nay các em sẽ nêu lên trong cái hội nghị của ngày này. Và cuối cùng thầy hiệu trưởng sẽ phát biểu tổng kết hội nghị. Thư ký hội nghị hôm nay được cử cô Bích Hòa và cô Phạm Thị Thu Hương sẽ ghi chép tất cả ý kiến đóng góp của các bạn, ý kiến của các em viên trong hội nghị này. Để vào hành trình của chương trình, tôi được chỉ trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Nam, bí thư đảng ủy hiệu trưởng nhà trường và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Nam, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng lên chủ trì ít đối mặt với sinh viên trên đặc của hai
trong cái trường đại học Hoàng Đế Chất. Thì vậy là tôi cũng xin phép mở đầu cái cuộc đối thoại sinh viên năm 2015, 2015, 2015, 2016. Đây, và cũng xin nhờ lại cái phần năng điều hành tất cả một cái cho ban tổ chức. Theo đúng cái chương trình thì chắc là sẽ đến phần các bạn đặt câu hỏi được không? Vì thông thường như mọi năm thì các bạn đã gửi câu hỏi lên trước cho rồi các đơn vị thực hiện, các đơn vị thực hiện xong rồi thì có cái tổng hợp tôi trả lời cái đấy trước. Nhưng mà năm nay với cái tinh thần mà dân chủ thì các bạn có thể hoàn toàn các bạn đặt câu hỏi tại cái hội trường này, rồi các thầy các cô cũng như lãnh đạo nhà trường liên quan để trực tiếp trả lời các câu hỏi của các bạn. Anh lớn rồi, không biết đâu ấy ạ. Thì còn đây đây. Từ đã nhưng mà để nó phải cái thời gian chúng ta cũng là khó khăn. Thứ hai chúng ta cũng đã biết được tình thần này rồi, nhà trường cũng đã có thông báo gửi tới tất cả các lớp sinh viên rồi đúng không ạ? Thì các lớp sinh viên nếu mà làm đúng theo cái tinh thần của cái thông báo này thì các em đã phải tiến hành họp lớp, để tập hợp các cái đề xuất, các kiến nghị của lớp và bầu một cái ban sinh viên của lớp tham dự loại ngày hôm nay. Và thứ hai, công việc chúng ta, sinh viên chúng ta cũng bắt đầu làm nhất đúng không? Cho tới năm cuối, tức là rất các cái đối tượng khác nhau và các cái kiến nghị đề nghị cũng như những cái cần phải làm rõ sẽ khác nhau. Thế đây có lẽ là để cho nó nhanh đúng không? Thì có lẽ là xin mời các em sinh viên chúng ta có thể lần lượt theo cái chương trình đó đúng không? Để cho nó bằng chủ tịch cũng như tất cả các thầy cô có một cái nhìn một tổng thể chúng ta có thể bắt đầu với những cái gì mà nó khó là những em mà phải bớt bắt nhiều trước, có lẽ là những cái em bắt đầu sinh viên sau tiên là các em mà có ý kiến tăng thì là các em vâng như vậy là các em có thể giới thiệu về mình cho nhiều người lớp hoặc các em sẽ nêu cái vấn đề. Em xin kính chào ban giám hiệu nhà trường, em xin chào lãnh đạo văn phòng ban khoa trong nhà trường cùng tất cả các thầy cô giáo cũng như tất cả các bạn sinh viên. Em là Hoàng Đình Thần, lớp trưởng lớp tự động hóa B59. Ngày hôm nay đến với một đối thoại với lãnh đạo nhà trường và sinh viên sinh viên ngày hôm nay thì em có một số thắc mắc. Và trước hết thì em cũng ở đây có ban khoa thì em cũng có một số ý kiến. Thì em là lớp trưởng thì em đã từng đi đến các phòng ban khoa rất là nhiều. Thì em cảm có những phòng ban khoa em cảm thấy rất là thích cái cách làm việc của các phòng ban khoa đó. Em đơn cử như trung tâm có thể là ngoại ngữ tin học, trung tâm thư viện, công ty thư viện, trạm y tế. Em thấy các phòng ban khoa này mặc dù số lượng sinh viên đến rất là đông nhưng các cô ở đây vẫn có cái sự làm việc rất là nhiệt tình, chu đáo và rất cụ thể. Và em hy vọng rằng là các phòng ban khoa khác trong nhà trường nếu như được hoặc bằng hoặc hơn những phòng ban khoa này thì em nghĩ rằng môi trường các cô có gì ở đấy cũng như là làm việc cho về các cô trường đại học Hoàng Đức Thất thân thiện cho đúng nghĩa. Và hôm nay sau khi tổng hợp các ý kiến thắc mắc của các bạn thì em có một số câu hỏi để ta để lãnh đạo nhà trường cũng như các phòng ban khoa. Câu hỏi thứ nhất đó là vấn đề về thi tuyển đầu vào ngoại ngữ. Thì em là sinh viên K59 nên là các tuyển đầu vào ngoại ngữ đã bắt đầu từ năm K59. Thì em thấy là trong cái tài liệu về giới công tác sinh viên thì có nói rõ đó là sau khi mà sinh viên đã thi qua được đầu vào ngoại ngữ thì các bạn ấy sẽ đăng ký viết là tiếng Anh PNB. Thì em vào nghiên giá tìm hiểu thì vẫn chưa thấy mã môn học của PNB này. Thì em muốn là phòng đào tạo trung tâm ngoại ngữ tin học cũng như các phòng ban liên quan khác sẽ có thông báo cụ thể để giải thích về cái chuyển đầu vào ngoại ngữ này để cho em có cái kế hoạch học tập đúng và chuẩn xác hơn. Câu hỏi thứ hai mang là tính cá nhân một chút. Em là sinh viên thì năm ngoái nhập học thì trong cái hồ sơ sinh viên thì nhà trường nói có
sai cái ngày tháng năm sinh của em. Lâu thì ngày đầu đấy em có nộp đơn như các cái giấy tờ liên quan để xác nhận gửi đến phòng đào tạo. Và hôm nay là chỉ là mấy ai thì cái em vẫn chưa thấy về tập với thay đổi. Anh nghĩ là do có cái do kết quả nào đó mà các phòng đào tạo như các phòng ban chưa xử lý kịp thời, và em thấy các bạn khác cùng khóa với em có cái trường hợp này sẽ mất cái thông tin này thì sẽ chưa được chỉnh sửa. Thì em muốn là các phòng ban liên quan sẽ có cái giải thích như là có cái thông báo cho chúng em để chúng em có thể yên tâm học tập, như là khỏi phải chạy đi nhiều hơn, ví dụ như là các cái thẻ thư viện cũng như là thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm y tế, thì chúng em phải đến từng phòng ban để thay đổi cái ngày tháng năm sinh đó thì cũng rất là phiền. Và em học một các phòng ban cũng như là giải thích nói những thắc mắc này của em. Các xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn em Tuấn. Thì trả lời về câu hỏi của em ấy, về cái việc đầu tiên em biết là trong năm học vừa rồi nhà trường đã ban hành cái chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học. Thì chính vì cái chuẩn đầu ra và tin học nó có một cái lộ trình nhất định, tức là sinh viên tốt nghiệp 2015-2016 thì sẽ là làm bậc 2 và bắt đầu từ 2017 là bậc 3. Và với cái định hướng phát triển chung của khối của đào tạo cho cái chương trình ngoại ngữ đến năm 2020 thì sau khi tốt nghiệp lớp 12 là hầu như tất cả các bạn đã có cái trình độ ngoại ngữ là bậc 2 học rồi. Đấy, chính vì như vậy mà cho nên là nhà trường cũng đã đưa ra một cái lộ trình cho các bạn, là nếu bạn nào mà qua được cái ngưỡng như vậy rồi thì các bạn sẽ học cái môn PET nhất. Đấy, còn lại là các bạn sẽ vẫn học cái môn ngoại ngữ bình thường, cái này nó cũng rất là rõ ràng thôi. Tức là thực ra nói một cách cơ học, đấy là chính là phân loại cái trình độ của các bạn trong khi mà đầu vào để mà đảm bảo tối đa cái quyền lợi của các bạn. Tức là với những bạn nào đã học giỏi rồi cũng không có gì phải học lại là A bậc hơn đâu cả, mà hoàn toàn có thể qua một cái bước để học cái môn mà nó ở các môn tiếng Anh nó tiếp cận tới cái chuẩn đầu ra đúng hơn. Thế thôi, thì cũng không có một cái gì là bắt buộc, đấy là các bạn nên có cái gì kiểm tra đấy để các bạn đánh giá. Còn nếu các bạn đánh giá em làm tất cả mọi lần thì nó lại có một cái độ trình kia rồi, thì có thể là cái thông báo các bạn đọc nó chưa rõ, hoặc là có thể là các bạn chưa rõ về cái đấy thôi, không có cái gì gọi là phức tạp ở trong cái chuyện này cả. Về cái thứ hai là sai sót của hồ sơ sinh viên ngày tháng năm sinh, thì có lẽ là các bạn cũng đã biết trong năm học vừa qua thì có rất nhiều cái sự thay đổi của nhà trường. Và một trong những cái thay đổi nhất đó là cái đã xuất hiện cái vòng một cửa, thì tất cả cái vòng một cửa hoặc đào tạo đại học, nếu mà có cái gì thắc mắc thì sai sót thì các bạn hoàn toàn có thể đề xuất được lên. Thì không biết là với cái chuyện mà thay đổi ngày tháng năm sinh thì tôi khẳng định là thứ nhất là cơ sở dữ liệu hoàn toàn có thể làm được, nhà trường có một phần mềm để Microsoft để quản lý. Cái thứ hai, nếu mà em có thắc mắc như vậy thì chắc chắn là phòng giáo dục sinh viên phải in được cái thẻ sinh viên lại cho em. Đấy, nhưng mà còn lại quy trình như thế nào thì chắc là cô sẽ đã có, còn có thể thì trong một cái mắt xích quy trình như vậy thì em chưa trình bày được hết tất cả cái thông tin để có thể các cô đủ tin cậy để mà làm cái việc đấy cho em cả. Đấy thì có thể em chỉ biết một cái đơn, nên là ngày tháng năm sinh của em trong cái thẻ là như thế này, và bây giờ là của em là như thế này. Nhưng mà để mà chứng minh được cái đấy thì bắt buộc một trong cái quy là phải có giấy chứng minh, và giấy khai sinh đúng không ạ? Và giấy khai sinh đấy là không phải bản phô tô copy, lại phải bản không chính, là đấy tất cả những cái biết đấy thì tôi nghĩ là nó chỉ bắt ở đấy thôi, thì cũng không phải là do các thầy các cô lại kéo dài thời gian hay gì làm cho các bạn. Nhưng mà chắc là sau cái cuộc đối thoại này thì bạn có thể kiểm chứng tất cả mọi cái và các phòng sẽ làm hết tất cả những cái thủ tục đấy cho em. Và thậm chí có thể các em xem tất cả các em nào đang học thái khóa thì các em cũng làm cái đơn cũng như làm các thủ tục nó cụ thể để mà nhà trường có thể chỉnh sửa tất cả những cái cho các em. Bởi vì quan trọng nhất là gì, là sau này khi tốt nghiệp ra trường mà cái ngày sinh của ta một ngày nó thiệt thòi rất nhiều cho các em, vì bằng chúng ta chỉ được cấp một lần, thái khóa ở đấy chỉ có thể là định tính bằng giấy tờ trong cái bằng và thầy tạo rồi.
Xin phép hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng, tôi thay mặt phòng đào tạo cũng rất cảm ơn trong năm học vừa rồi sự góp ý của tất cả các sinh viên, đặc biệt là một số các lớp trưởng và một số các sinh viên ở các lớp mà có nhiều các em có ý kiến thắc mắc và chúng tôi đã có những thay đổi. Hôm nay có một câu hỏi liên quan đến công tác tuyển sinh, thì có lẽ là cái khóa 60 vừa rồi cũng thấy có rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh. Thì hôm nay trên hội nghị này tôi làm đề nghị này, đề nghị các lớp trưởng, ban giám hiệu lớp, đề nghị thầy thầy được thăng âm thầy nói quay máy tính phát biểu được. Mất điện rồi. Dạ, em xin kính chào ban giám hiệu và các thầy cô giáo ạ. Em tên là Hà Quang Đức, lớp trưởng lớp điện khí hóa K58 ạ. Em có một câu hỏi như này ạ, là học phần mà nhà trường mở ra do không đủ sinh viên đăng ký vào lên nhà trường hủy lớp ạ, thì lúc mà nhà trường hủy lớp ấy, thì bọn em có phải đóng tiền cho học phần vì nhà trường hủy hay không? Còn nếu mà bọn em không phải đóng thì do là bọn em đóng tiền học phí rồi thì bọn em có được lấy lại cái tiền đấy không? Là của môn vào đại học phí. Em xin hết câu hỏi của mình. Môn vào đại học phí một em này có phải là mấy cái bản đồ của tất cả các nhóm này đấy? Có những thứ này bao giờ thì cần đấy. Chưa được 20 sinh viên thì môn học đấy vừa mới bị hủy từ tuần trước ấy. Và bạn ấy hôm tuần vừa rồi đi đóng học phí thì vẫn phải đóng tiền môn đấy. Có lẽ là các em là phần mà chúng tôi thì bắt đầu
hiện nay là không chú ý và có giải pháp là luôn xem người ta để có đóng kịp vào cái giải đen thì cái này là phải đóng kịp có mặt cấp nó là chuyện của em nên là em yên tâm. Còn nếu như nhà trường mà không mời lời đó thì sau đó thì nhà trường chắc chắn là chẳng được đây. Anh kiến như vậy một có loại lo việc không có gì thì việc không gì bây giờ cũng nhiều lắm. Để mà làm sao cái công tác đấy chúng ta không
không chậm trễ nữa. Bởi vì em yên tâm là như vậy, mà trong cái năm tới thì cái ngoài cái có cái đổi mới trong chương trình phát bằng tốt nghiệp của các em sinh viên để tốt nghiệp, là tất cả các em sinh viên đã được tốt nghiệp là các em sẽ được đến trường làm lễ nhận bằng. Và năm tới chúng tôi sẽ cải tiến nữa là thì cố gắng đẩy nhanh cái quy trình mà để phí và để tốt nghiệp, và các bạn sẽ phải đến đây trước, các bạn ký tất cả các giấy tờ để mà có thể nhận được bằng tốt nghiệp, và sau đó là chúng ta tổ chức cái lễ trao bằng tốt nghiệp, các bạn nhận được đúng cái bằng tốt nghiệp đấy của các bạn. Thì cái mà trong năm học tới năm 2016 thì chúng ta sẽ tiếp cận để làm gì cả. Cái bộ thông tin liên kết của em đâu mấy trường hợp mà coi em rồi cũng có những giờ như này em có thể bảo vệ đoán tốt nghiệp rồi thế, nhưng mà các em bảo là mãi là sao vẫn chưa có bằng, bởi vì các em phải xem lại các em có thể còn thiếu chứng chỉ đúng không, chúng ta có 4 chứng chỉ đúng không, mà cái chứng chỉ rất quan trọng bây giờ chúng ta phải ngoài chứng chỉ giáo dục quốc phòng giáo dục thể chất thì chúng ta có chứng chỉ để tin học để ngoại ngữ, nên chính vì thế là các em phải định hướng cho mình cái kế hoạch, tức là khi mà ra cơ là bảo vệ đoán tốt nghiệp thì tất cả các cái chứng chỉ lúc đó mà tốt nhất là nên lúc đó phải hoàn thành đúng không? Thì rõ ràng là khi mà nhà trường họp hội đồng tốt nghiệp, xét tốt nghiệp thì cái em có cái cơ hội có bằng thứ nhất. Thế còn về cái cạnh nhà trường thì ra nó đầy tích thì từng bước nhà trường sẽ có những sự điều chỉnh làm sao để hướng tới tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các em sinh viên. Có lẽ là tiếp tục rất là muốn nghe ý kiến của em, và ngoài cái ý kiến của các bạn lớp trưởng rất muốn nghe, trường rất muốn nghe ý kiến của các bạn đại diện sinh viên của các lớp, bởi vì đó là những ý kiến mà các em là rất là hồn nhiên nhất, sát thương nhất đúng không ạ? Xin mời các em. Tối qua đi trình thì sao thì rất sai. Đưa bạn kinh tế. À, mời em này đứng trước cái đường của em. Đầu tiên thì cho em xin phép được chào ban giám hiệu, các phòng ban và tất cả các bạn khi đi có mặt trong buổi thực bạn ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Hạnh ạ, là lớp trưởng lớp mạng máy tính K58 ạ. Sau khi mà được hợp các ý kiến của lớp em thì em cũng một vài ý kiến cũng như là chủ đề của lớp em như sau ạ. Đầu tiên là phòng bảo vệ ạ. Nhất là lớp em mong muốn là phòng bảo vệ, các cô chú phòng bảo vệ nên tổ chức chặt chẽ hơn, quản lý chặt chẽ hơn các phòng học ạ. Đặc biệt là trong giờ học thì như lớp em thời gian vừa qua thì gặp rất nhiều những cái bạn sinh viên đến từ các trường khác hoặc là ở trong trường mình đến DI cái sản phẩm của mình nhưng mà không có cái sự cho phép của nhà trường. Những cái bạn ấy thường vào lớp em và gây rối, mặc dù em là lớp trưởng đứng lên để mời các bạn ra khỏi lớp, nhưng mà những cái bạn ấy rất là xinh lạnh và rất là nghỉ lợm, và các bạn ấy luôn gây rối trong lớp, không chịu đi ra ngoài ạ. Vì vậy là em mong là bên phòng bảo vệ sẽ thường xuyên có người đi tuần tra hơn ạ, để đảm bảo cho bọn chúng em là có một cái giờ ổn định và không bị rối loạn bởi các thành phần khác ạ. Thứ hai là về trạm y tế thì như chúng em ấy thì mỗi một năm là chúng em phải đóng bảo hiểm y tế, nhưng mà nhiều người dân chúng em thì lại không biết cách sử dụng đúng tuyến để đi. Nhiều bạn thì muốn đi khám bệnh thì nhưng mà lại không biết cái chuẩn tuyến của nó như thế nào để có thể khám bệnh cho mình để đảm bảo sức khỏe khi đến học. Vì vậy là chúng em kiến nghị rằng là trạm y tế sẽ một buổi nào đấy để giới thiệu cho chúng em các cái chuyển tuyến để cho các ban giám hiệu lớp chúng em có thể đi về nói với cả các bạn trong lớp ạ. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì lớp em học sinh viên lớp em thì có sĩ số là 69 người, và sau 1 năm thì lớp em giảm đi có 59 bạn. Bình thường thì lớp em đã là một lớp nhất của khoa phê thông tin rồi, nhưng mà theo nhà trường thì mỗi một lớp học có khoảng hơn 60 đến 70 sinh viên. Thời gian vừa qua thì chúng em học lớp chuyên ngành nên là có nhiều cô là phải sử dụng máy tính, và bọn em được vào một phòng học rất là chật ạ. Mỗi một bàn thì có một cái phòng học mình sẽ được thuê hai dãy, mỗi dãy được thuê hai bàn, dãy tối đa một bàn thì sẽ ngồi được 4 sinh viên, nhưng mà chúng em được ngồi 7 sinh viên. Tối thiểu là 7 sinh viên ạ, chùa bàn thì nó rất là gây cho chúng em là không thể tiếp thu được bài giảng của giáo viên, và chúng em không thể nào mà có được cái kết quả học được như mong muốn ạ. Có những hôm chúng em phải ngồi 8 sinh viên chùa bàn, và cái ý nghĩ của lớp em cũng đã được gửi đến ban chủ nhiệm khoa bệnh thông tin,
Nhưng mà cả một kỳ học vừa qua thì chúng em vẫn phải tiếp tục sử dụng phòng như vậy ạ. Và trong kỳ học này thì các chúng em vẫn rất là đông ạ. Vì vậy là em mong là nhà trường sẽ có một cái cách thức phòng học cho chúng em được thoải mái hơn ạ. Ngoài ra thì ở nhà D có nhiều phòng học thì được thiết kế là có hai bậc trần. Và đến mùa hè thì rất là nóng chúng em. Tại vì chỉ có ở khoảng giữa lớp quạt để dùng. Còn cái thiết kế của phòng D thì em thấy vô cùng là không hợp lý. Cái không hợp lý ở đây là bởi vì hiện kế hiện ấy thì lại được lắp trên quạt trần. Mà khi chúng em mở quạt thì mở đồng thời quạt và điện thì chúng em không thể học được, bởi vì cái ánh điện này nó sẽ xoay vòng với cả quạt trần, tạo nên một cái lượng mà nó giật nhẹ như là ở cái quạt tạ ấy. Chúng em không thể nào mà đồng thời một lúc tạo quạt và cả điện. Cái này rất bất tiện cho chúng em, vì nếu mà chúng em bật lên thì chúng em không thể nào mình xét được bài giảng của giáo viên. Và không bật lên thì chúng em tất cả nó mà chúng em không thể nào này có thể học được bài. Tiếp theo là về điểm ạ. Thì trong thời gian vừa qua thì em thấy là phòng đào tạo đã áp dụng rất là nhiều lần, nhưng mà cơ số lần đấy thì hầu như là sai rất là nhiều, lỗi rất là nhiều. Bản thân chúng em thì hiểu được rằng là phòng đào tạo hàng ngày phải tiếp hàng rất là nhiều sinh viên, áp lực rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà phòng đào tạo cảm thấy rằng là không thể nào mà để chuẩn được cái điểm của em, thì em mong rằng là phòng đào tạo sẽ có bổ sung thêm lực lượng để làm việc, để chuẩn của chúng em được đúng hơn. Và khi mà chúng em thì không phải lo lắng về điểm của mình sai suốt ngày như vậy. Ngoài ra thì môn khảo thí áp dụng rất là muộn. Trong khi đó là nếu như có điểm thì mai đã, ngày mai nhân viên thì đã có cái danh sách thi cải thiện rồi, thi lần hai rồi. Và điểm chúng em không được biết. Nhiều bạn thì tin rằng là điểm của mình rất là cao, bằng vừa, nhưng mà điểm lại rất là thấp. Và chúng em lại không rõ được là cái điểm của mình như thế nào để có thể làm đơn phúc khảo hoặc là đơn kiến nghị để sửa điểm và xét lại cả điểm của mình. Vì vậy là em mong rằng là sau buổi hôm nay thì điểm khảo thí sẽ được tư lên các lớp học. Tại vì như thời gian vừa qua thì thực sự là em rất là cảm thấy buồn, bởi vì 6 giờ tối em vẫn phải đến tận học thì có thể em xin thì bản điểm cho lớp em để nhiều bạn cùng ý. Nhưng mà về nguyên tắc thì chúng em sẽ không nhận được điểm khi khảo thí ạ, để chúng em không thể nào mà có thể nắm bắt được điểm của chính chúng em. Còn ngoài ra thì trong người cũng đã chứng xin vừa qua thì chúng em cần phải mua cái tài liệu ạ. Giá tài liệu chỉ có 25.000 thôi, nhưng mà đấy không phải là vấn đề chuyên đặt ra. Vấn đề của chúng em là nếu mà bạn sinh viên nào mà không mua cái quyển tài liệu đấy thì chúng em không được học, không được nộp bài. Vậy cho em hỏi rằng là cái chủ trương đấy, cái kiến nghị đấy thì ở đâu ra? Chúng em không được có văn bản đưa xuống là chúng em bắt không thể mua cái tài liệu đấy. Và bản thân chúng em nếu không mua thì chúng em sẽ bị đánh dấu rằng là sinh viên này không đi học và không được nộp bài. Những cái tài liệu đấy thì đúng là đi học thì phải có tài liệu, nhưng mà thực tiết thì mà nói thì chúng em cũng đi. Và những cái tài liệu đấy rất là tràn lan trên mạng internet, chúng em có thể sử dụng về thiết thực thôi. Nhiều bạn đi mua về xong rồi để đó rồi vẫn sẽ được không, và chúng em cần cái lời giải thích cũng như là cái lời đáp của bên phòng đại diện sinh viên ạ. Và em sẽ nghe ạ. Các bạn máy tính nhà 58 đúng không? Có 6 ý kiến của em thì tôi xin trả lời 5 ý kiến và một ý kiến cuối cùng để dành cho phòng giáo dục thực tiễn. Ý kiến thứ nhất về quản lý chặt chẽ hơn phòng học thì rõ ràng các bạn cũng biết là bắt đầu từ năm ngoái khi mà đối thoại sinh viên thì các bạn đã phản ánh về tình trạng nào là bẩn, nào là vệ sinh vân vân. Và chúng tôi đã có một đường dây nóng, và đường dây nóng đó nếu tôi nhớ không nhầm còn là số của thầy trưởng phòng quản lý thiết bị để các bạn phải nắm bắt. Thì năm nay nếu các bạn thấy những cái vấn đề đấy, một trong những cái nhiệm đầu tiên là các bạn phải phản ánh cái phòng bảo vệ thì các bạn đã phản ánh chưa? Thì tôi chưa đặt câu hỏi này, đặt câu hỏi và chưa được các bạn trả lời. Những cái giải pháp luôn là gì, là bây giờ phòng trưởng phòng bảo vệ phải đi xét nghiệm đấy với nhà trường, và khi mà có hiện tượng mất an ninh, mất an toàn trong nhà trường mà kể cả do sinh viên là có chất gây rối
thì đề nghị các bạn không trực tiếp gọi, chúng tôi sẽ có cái đường dây nóng của phòng bảo vệ để cho các bạn trực tiếp gọi. Đấy là cái gọi thứ nhất. Cái câu thứ hai của bạn về cái y tế thì có lẽ là cũng đã phổ biến nhưng mà phổ biến chưa sâu rộng đến các bạn, hay là qua nhiều tầng nhiều lớp thì cuối cùng là cái thông tin đến các bạn cuối cùng nó sẽ rơi mãi đi. Thế nhưng mà rõ ràng là cái bảo hiểm y tế đầu tiên của chúng ta là ở trạm y tế của trường học đủ cái điều kiện để mà khi bảo hiểm y tế bắt đầu cũng kết thúc nữa, cô ngoài cũng còn kỹ hơn với các bạn. Nhưng mà tạm thời chúng tôi tiếp thu ý kiến đấy và các bạn sẽ có những cái tờ gọi là thông báo như là hướng dẫn các bạn cái quy trình như thế nào. Thực ra đây nó cũng rất là đơn giản, nó như là cứ đến một cửa thôi, tất cả cái gì nó thông tin hết thì các bạn sẽ có cái thông tin đấy đầy đủ về quy trình, và thậm chí sẽ lên website của nhà trường, của trạm y tế về tất cả các thông tin đấy, tất cả những cái gì nó là hàng ngày, nó là thường nhật, nó quy định ra tất cả những cái chuẩn thì chúng tôi sẽ công khai cho các bạn. Cái ý kiến thứ ba là ý kiến mà có chính còn 59 và có học phải sử dụng máy tính ấy, thì tôi cũng tiếp thu ý kiến đó và chúng tôi sẽ các thầy và quan quan viên sẽ giải đáp kỹ hơn. Nhưng mà chắc là các bạn là vào trung tâm vào làm trong cái phòng máy tính của nhà trường đúng không, hay là một lớp riêng các bạn đặt rồi, tức là học trên lớp, tức là cái phòng học nó không đủ về cái gọi là 8 bạn phải ngồi trên một ghế đi, 8 bạn phải ngồi trên một bàn đúng không. Rồi cái đấy thì chắc chắn là chỗ này chúng tôi sẽ chỉnh sửa, bởi vì khi mà đã biết cái quy mô các bạn phần đấy rồi thì sẽ phải tìm cái phòng họ nó phù hợp hơn. Thế nhưng có một cái mà tôi nghe cũng rất là buồn khi mà các bạn nói là vì như thế nên là phải học kém, thì tôi cũng không hiểu là thế nào là tại vì bạn 8 bạn phải ngồi trên một cái bàn mà các bạn học kém được. Khi mà chúng ta có thể ngày xưa cái thời chúng tôi đi học đèn đầu vẫn học được, bây giờ cũng đi đâu đúng không. Bây giờ các bạn có thể nói là mặc dù nhà trường khó khăn như vậy, 8 người 8 sinh viên trên một bàn của em có đọc rồi, để thì nhà trường cho em là cái phòng rộng hơn để bọn em học hỏi hơn nữa, nghe câu đấy nó thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với cái là quy cho nhà trường là phòng cần phải là cái phòng kém đúng không. Cái câu tiếp theo nữa là các bạn có nhắc về cái hai quả trần liên kế hợp lý đấy, thì cái này các phòng mà quản lý thiết bị chúng tôi xử lý luôn. Một là nếu mà đẩy được cái đèn ra chỗ mà không phải cái đầu quạt trần thì sẽ đẩy ra trước, còn lại nếu mà không thể đẩy được nữa thì sẽ đỡ hai quạt trần đấy và có hai quạt là ưu tiên chỗ mà có nghiêm cho các bạn, thì cái đấy các bạn cứ yên tâm. Như vậy thì không phải là một cái việc lớn là nhà trường sẽ thì ra cái những cái đấy là cái các bạn đã chạy qua lắp ngay đây còn quản lý thiết bị từ đầu năm ngoái sau cái bộ quản lý tiên. Cái câu thứ năm là điểm định sai lỗi ôn tập tí muộn, thì cái này là cái điểm định sai thì lỗi của nó là các bạn cũng biết là bây giờ nhà trường có cái một cửa rồi, và một cửa các bạn hoàn toàn có thể dùng, và tôi chắc chắn với các bạn là có cái quy trình của chỉnh sửa cái điểm định sai lỗi. Đấy, cho nên là không biết là cái định kiến này cứ làm từ bao nhiêu cái hiện tượng thì các bạn cũng phải nắm lại cho nó rõ. Và đặc biệt phải cụ thể luôn, em là sinh viên lớp nào, điểm nào bị sai, ngày nào em cũng không thấy một cửa, ngày nào em cũng được trả lại và không gọi là chỉnh sửa điểm cho em. Chứ còn nói chung chung như thế là chúng tôi rất là khó có thể định hình được em chính xác cụ thể phải đặt điểm như thế nào. Trường hợp về môn khảo thí muộn thì tôi đồng ý, mặc dù là thầy Tuấn và phòng đào tạo đại học đã rất là cố gắng rồi, nhưng trong cái kỳ khảo thí vừa qua thì tôi nhớ không nhầm trong học kỳ 2 học kỳ vụ thì có một môn nào đó là cũng sát cái thời gian mới thông báo được cho các bạn để mà các bạn biết là hiện trạng như thế nào, thì cái này chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu và thậm chí chúng tôi sẽ tăng cường người cho cái bộ phận khảo thí để mà làm sao làm tất cả công việc đấy nó nhanh hơn cho các bạn. Và cái câu cuối cùng về cái phần tài liệu vân vân các thứ thì tôi xin dành cho phòng vận sinh viên, các thầy sẽ giúp nhà trường trả lời cái câu hỏi này của các bạn. Chứ, có cái điểm đâu chỉ biết là mình đi ép thầy lên thằng kính như là mình đưa các thầy cô các học viên thay mặt học sinh viên thì tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn Hùng Hạnh trước mặt mình sinh viên lớp 8. Thì đầu tiên đấy thì phải khẳng định với các bạn rằng là nhà trường
không kinh doanh tài liệu, mà chúng tôi đang hỗ trợ các em trong việc học tập công tác sinh viên. Nhất là các em được biết rằng là còn công tác sinh viên thì rất nhiều nội dung khác nhau theo yêu cầu của bộ giáo dục đào tạo, mà những nội dung này thì nó lại nằm ở những nguồn khác nhau và có những nội dung là hiện tại không có trên mạng. Ví dụ nội dung về tổng kết tình hình thực hiện 3 năm đổi mới của Đảng, nội dung về dự thảo văn kiện đại hội 12 của Đảng là chưa có. Chính vì thế, để tạo điều kiện cho thuận lợi các bạn trong quá trình học tập và làm bài thi hành, thì phòng công tác sinh viên đã tổng hợp các nội dung này để đảm bảo rằng các nguồn tài liệu đưa ra là nguồn chính thống và cung cấp các em có nhu cầu sử dụng. Tôi nhắc lại, có nhu cầu sử dụng. Về tài liệu thì các bạn thấy rằng là quyển tài liệu có hơn 100 trang tổng điểm và giá của nó là, nếu như bạn bây giờ không mua bên ngoài, bao nhiêu một trang? 200 đồng trang hai mặt. 200 đồng trang hai mặt. Ở đây thứ nhất là gì? Nếu mà kinh doanh không bao giờ có tài liệu nhỏ thế này, bạn đây chứ chỉ là 11, 12. Thứ hai là tài liệu này và có 3 tờ giấy đi kèm có giá là 20.000, đúng không? 20.000, 20.000, 20.000. Như vậy là nếu như tính ra tài liệu này thì có giá là khoảng rơi vào khoảng 18.000, đúng không? Chưa kể đến là cái việc là hao hụt mất mát, thậm chí là các bạn không dùng những con tôi không bán được, nên đây cũng không gọi kinh doanh, mà đây là gì? Chúng tôi hỗ trợ các bạn để các bạn có tài liệu để học tập. Và tôi khẳng định rằng là chúng tôi không bán tài liệu, mà chúng tôi chỉ cung cấp tài liệu cho những bạn có nhu cầu dùng mà thôi. Và nếu như trường hợp nào các bạn thấy rằng là gì, các thầy các cô lên lớp các thầy không bắt các bạn mua tài liệu, và không có tài liệu thì không được đi thi, không có tài liệu thì bị đánh vắng mặt, thì các bạn gặp trực tiếp tôi. Tôi hứa các bạn, tôi sẽ làm việc với những người như thế và tôi sẽ có câu trả lời cho các bạn. Và các bạn cũng biết rằng là kể cả các bạn không mua tài liệu, các bạn không đi học tập, các bạn không đi học đầy đủ, các bạn không có ý thức làm bài thi hoạch, thì các bạn vẫn trượt, vẫn thi lại, thậm chí học lại và thậm chí là đình chỉ học tập là chuyện bình thường. Cho nên tôi khẳng định lần nữa là cái vấn đề về bán tài liệu các bạn là không có. Còn những trường hợp nào ở lớp nào mà các bạn thấy rằng là các thầy cô bắt buộc các bạn mua tài liệu, và nếu không mua thì bị thế này thế kia, thì sau buổi học này, ngay sau buổi học này, các bạn có thể về phòng trưởng phòng công tác sinh viên và làm việc với tôi. Xin cảm ơn. Liên quan tới 6 vấn đề của em anh, lớp trưởng lớp mạng bệnh sinh và đào tạo hỏi, tôi xin bổ sung thêm một số ý kiến của nhà như này. Trước hết, em mới nói, em bảo là có một số cái thành phần ngoài trường lên tận lớp học để PR. Thì bây giờ thầy mới phản biện là như này, chúng ta đã có quy định với nhau, tất cả giảng viên và sinh viên đã vào trường để phân biệt với bên ngoài, đó chính là thẻ, là thẻ. Và từ trên này thầy nhìn rồi, hôm nay là chúng ta có họ, nhưng mà bây giờ thầy hỏi em là mình có bao nhiêu bạn có đeo thẻ, thì thầy nhân bảo em không đeo thẻ, em sẽ là người đăng ký trong môi trường này. Thì đấy là thứ nhất, luận điểm thứ nhất là gì, các em đã làm đúng cái nội quy, chứ phải đúng nội quy mà nhận trường này ra chứ không. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, các em là sinh viên của trường bỏ để cùng với các thầy, để cùng với hệ thống tất cả các phòng ban trong nhà trường phải phát hiện những người mà không phải là sinh viên, không phải là bạn vũ trai so với các trường, thì các em có làm trách nhiệm chưa. Chúng ta đã có những cái kênh hotline, những cái số điện thoại hotline như các nói, chúng ta cũng có cả những đội thanh niên xung kích ở trong trường, chúng ta có đội ngũ cán bộ quản sinh. Thế nếu các em thấy bất kỳ một cái gì hiện tượng gì bất thường xảy ra, các em có thể báo với những cái đối tượng, những cái kênh mà thầy vừa nói. Đấy là cái thứ nhất, mình đã làm chưa? Đấy là cái thứ nhất.
Nếu mà mình đúng vào tinh thần của sinh viên, mình là cán bộ lớp, cán bộ toàn, cán bộ hội, thì rõ ràng là các em này càng phải phát huy cái vai trò của mình, đúng chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai liên quan đến y tế thì thầy có thể khẳng định ngay thế này: bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc và trường hợp bảo hiểm chất, mà cụ thể là trạm y tế nhà trường đã thực hiện đúng theo những hướng dẫn của cấp trên. Chúng ta đã có một trạm y tế mà các em thấy rất khang trang, đủ điều kiện, trình độ về đội ngũ y bác sĩ để có thể khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em. Nếu năng để được các tuyến trên, bây giờ chỉ có một điều là các em muốn thường vinh hơn, thì vấn đề cái cách sử dụng các cái thẻ bảo hiểm y tế đề nghị cho không ai. Thế bằng những thứ nào đó có thể đưa các cái thông tin đó lên trên mạng thông qua các cái đợt tuần sinh hoạt an dân, thế rồi sinh hoạt lớp đề nghị các khoa, các phòng ban chúng ta cũng quán triệt sâu rộng cho các em, và đặc biệt các em cán bộ lớp, các em cũng phải nắm tinh thần đó để quán triệt cho các bạn trong lớp mình. Nếu có ai hỏi, chính xem các em thay mặt nhà trường, thay mặt các phòng ban chức năng giải đáp trả lời cho các bạn, đây là nhiệm vụ của các em, đó là nhiệm vụ của ban trong lớp. Đây là thứ hai. Alo, cái thứ ba liên quan đến phòng trận thì có lẽ là như thế này, ai cũng muốn có thể thầy cô giáo được em, thì ai cũng muốn có những hội trường rất rộng lớn đúng theo tiêu chuẩn của quốc tế. Thế nhưng em biết là gì, trường của chúng ta cơ sở vật chất thì có như thế, và hiện nay là gì, cả một cái hệ thống của nhà trường cũng đang cố gắng tất ngày để chúng ta có những cơ sở vật chất tốt hơn. Thế thì trong lúc mà chờ như thế, các em phải chia sẻ với nhà trường có những cái gì khắc phục được thì nhà trường khắc phục, chứ rõ ràng là bởi vì chúng ta phải không quên là do thiếu phòng học. Và hiện nay em nói là gì, cái vấn đề bàn chậm hay là đèn mẹ ánh sáng của khoản chưa hợp lý thì cái này chúng ta sẽ điều chỉnh. Nhưng tất nhiên rõ ràng là gì, thầy An nói là gì, các em cũng phải thấy ý thức là quan trọng. Thầy nói là ngày xưa gặp đèn dầu cũng không thể nói là các em so sánh đèn dầu với bóng điện, mà so sánh ở đây là ý thức, ý thức của 30 năm trước các em, bây giờ các em đã có ý thức gì thế chưa, chứ không phải là so sánh là cái đèn dầu với đèn có bèn bây giờ, đúng chưa, mà là ý thức, có ý thức tốt, ý thức vượt lên khó khăn thì chúng ta vẫn có thể đạt được kết quả tốt hơn. Đây là ý thứ ba. Thứ tư, lịch tiết của sinh viên phòng đào tạo có lẽ bây giờ có lẽ một trong những cái đổi mới của nhà trường hiện nay, chúng ta có một cái gọi là một cửa, đúng không ạ, một cửa thì tất cả các em dưới cái văn phòng một cửa đó là các em có thể đề đạt những cái gì mình cần thắc mắc, của cần kiến nghị, của cần sửa đổi, và đương nhiên các thầy sẽ đưa cho các em một cái hẹn trả. Thì đề nghị cái này chúng ta phải cùng quan triệt, tức là bất kỳ một em sinh viên nào lên có một vấn đề gì thì đều phải có một lịch trả. Về khó khăn thì có thể nó thành là một hàng hai tuần, những cái gì có thể trả lời ngay nó nằm trong vòng một tuần, để không bao giờ tồn động những cái gì của em, vấn đề các mặt của em, đúng không? Thì đấy là cái gì. Thế còn cái cuối cùng là cái ý kiến mà chỗ phòng các sinh viên có thể không phải trả lời thì có thể nói như thế này. Các em biết là với cái mục tiêu tức là sở hữu nghĩa, cái mục tiêu là không những là đào tạo toàn diện, không những ra các em một kỹ sư giỏi, nhưng các em phải cũng là nó đó gọi là phổ thông thường xuyên. Mà để trong cái thường xuyên đó thì trong trường hợp thể chất nói riêng và một lớp đào tạo nói chung thì nó sẽ thành hai cái rằng một cái môn các em vào cái liên quan học tập, đó chính là quy chế đào tạo, liên quan vấn đề rèn luyện phân đấu rèn luyện, đó chính là quy chế các sinh viên. Và trong cái quy chế các sinh viên đó thì rõ ràng em biết là trên bộ đào tạo nó có cái thu công tác học sinh sinh viên, và hàng năm để mà quán triệt tất cả giáo dục được một cái phần hông nói thì rõ ràng là có những cái buổi đó gọi là tuần công tác sinh viên, và trong cái tuần công tác sinh viên đó thì có những cái văn bản em biết là gì, nó có phân cứng phân mềm, phải nói nó không ngại hay gì, phân cứng là rất những quy định đột phi quy chế mà các em tiếp phải chịu trách nhiệm, các em phải tuân thủ. Còn phần mềm là nó liên quan tới những quy định của các em mở rộng đầu óc em về tình hình kinh tế của đất nước, về những cái có liên quan đến nghị quyết của đảng, vân vân, đó là phần mềm. Phần mềm thì thay đổi hàng năm, phần cứng thì nó không thay đổi. Còn phần cứng này thì mấy kiến của em cũng vừa trao đổi với giáo viên trưởng thì có thể năm sau chúng ta đưa những phần cứng đó là những cái gì, nội dung của một cái đợt tuần sinh hoạt lớp sinh viên lên trên mạng sẽ chuyển sang PDF các em có thể tạo một tài liệu có những phần mềm thì rõ ràng chỉ khối đó thì mới có, thì cái này để giảm bớt được cái khối lượng nó đi. Thế còn trên tinh thần và quan trên các bậc ba tốt nhất là có thể là hoàn toàn là có thể giúp đỡ các em, thì tất nhiên em biết nhà trường có điều kiện rất là còn khó khăn, chúng ta dâng dâng nữa thì những cái gì của em chia sẻ với nhà trường trên tinh thần là gọi là gì, phục vụ các em, và những cái gì trên tinh thần là các bậc ban và trên tinh thần là phục vụ các em là trên hết, để nói lại những cái ý sáu của em mạnh như vậy. Thì có lẽ là với cái tinh thần như thế thì cũng biết là các em đã thỏa mãn với những cách làm lò đó chưa, và còn những cái câu hỏi nào mới tiếp theo thì mời các em. Có lẽ xin phép em nhìn tay rất nhiều, và tôi cũng muốn có một cái trách nhiệm này một tí, bởi vì như tinh thần lúc đầu tôi có nói và Việt Nam cũng có nói
thì ở đây là vừa là cán bộ lớp vừa là không phải cán bộ lớp, thì các bạn có thể thấy là đến 4 câu hỏi rồi bạn lãnh đạo. Bây giờ tất cả các bạn nào không lãnh đạo ra tay hộ tôi đấy. Rồi, tức là ở đây chúng ta mới chỉ có được, các bạn cứ thẳng thắn ra tay. Các bạn cứ giờ hết đi, các bạn không phải là lãnh đạo của lớp. Các bạn ra tay coi cái này. Rồi, tức là ở đây chúng tôi thấy có khoảng gần 20 cái cánh tay ra đây. Rất cảm ơn các bạn là ôm ra tay. Đúng không? Các bạn ra tay đây. Và bây giờ tôi ý kiến là tất cả những các bạn vừa rồi giơ tay có ý kiến gì các bạn nêu lên trước. Kính thưa thầy cô, thưa các bạn sinh viên đang có mặt tại hội trường quan tâm. Em xin giới thiệu, em tên là Lam. Em là sinh viên năm thứ ba lớp tư thục trường B Căng Giá. Hôm nay đến đây thì em có một vài ý kiến sau. Thầy Nam mới nói là phòng y tế của trường mình đủ điều kiện để khám sức khỏe cho sinh viên đúng không? Nhưng mà năm học trước thì vào đợt đang đăng ký thì em bị đau tai, nhưng mà lên khám thì bác sĩ ở đấy thì nói là em bị nổi mụn ở trong tai thôi. Nhưng mà lúc về quê em khám thì em bị viêm tai giữa, và bác sĩ ở phòng y tế của trường mình thì chỉ cho em thuốc giảm đau thôi. Như vậy thì thầy cho em hỏi là điều kiện là khám sức khỏe của chúng mình ở phòng y tế đủ điều kiện tại sao bác sĩ lại khám cho em như vậy? Em có hỏi không? Rồi, còn về vấn đề tuần cung cấp sinh viên ạ, thì theo như em được biết thì giấy thi mỗi bạn được phát ra là ở những ai mua sách thì mới được mua giấy, còn lại những ai mà không mua sách thì không được mua giấy thi. Hơn nữa em nghĩ thì một tuyển giáo trình của tổ công tác sinh viên chỉ có 25.000 thôi, với mỗi bạn sinh viên 25.000 không đáng gì, nhưng mà giả sử như có hai bạn học cùng lớp ở cùng nhau thì có thể mua hai bạn cùng một buổi được, như thế sẽ tiết kiệm hơn. Em còn câu hỏi nữa. Dạ, các anh chị thì những giáo trình của tổ chức các giáo trình sinh viên mà các anh chị học trước thì có thể để dành cho khóa sau ra tháng tư, chứ không nhất thiết là phải bắt các em ra tháng tư phải mua cho bọn em luôn. Thì hết ạ. Cái này liên quan tới phải nói rồi là phòng y tế đủ năng lực hành khám chăm sóc sức khỏe ban đầu, thế còn cái tâm chủ thể như nào thì mình không may. Dạ, thầy quá ạ. Kính thưa ban giám hiệu và kính thưa tất cả các sinh viên, rất cảm ơn các bạn sinh viên vừa rồi. Bởi vì là cái thông tin đây là thông tin hai chiều, trả lời những câu hỏi nhất của các bạn sinh viên và phản ảnh đến chuyện chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cái thứ nhất là sở y tế căn cứ cái công văn chuyển tuyến theo thông tư số 37, tức là tất cả những người đăng ký tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bắt đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của trạm y tế sẽ chuyển đến bệnh viện thuộc quận huyện tương ứng thì gọi là xác định là đúng tuyến. Thế để triển khai cái khám bệnh đúng tuyến này thì trạm y tế đã liên hệ với bảo hiểm xã hội của quận Thủ Thiêm có treo một cái biển hướng dẫn quy trình khám bệnh và chuyển tuyến từ ngay trước cửa của tầng 1 của trạm y tế. Cho nên là cái việc không biết là các bạn có đọc cái quy trình này hay không. Cái thứ hai là trạm y tế thường xuyên là đã làm công tác chuyển tuyến cho các em sinh viên, và đặc biệt là tất cả những em được chuyển tuyến thì không phải là đến một bệnh viện, mà có những bệnh viện ví dụ như là các bạn đi khám sẽ phụ khoa thì lại được đi bệnh viện phụ sản, các bạn đi các bạn bị ung thiếu thì được đi bệnh viện thiếu bệnh nhàm. Chỉ có các bệnh nội khoa mà chuyển đến năm, cho nên là cái quy trình chuyển tuyến này không phải là chỉ có một cái hướng dẫn, có phải cụ thể đối với lại từng sinh viên. Cho nên bạn nào mà có chuyển tuyến hầu như phải qua trạm y tế và đều được hướng dẫn chuyển tuyến cụ thể đối với từng trường hợp để làm sao các em được hưởng mức chuyển tuyến tối đa. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là nếu như các bạn mà có thắc mắc gì về việc chuyển tuyến thì liên hệ trực tiếp đối với tôi, bởi vì trong số tất cả các bạn là các cô lớp ở đây
đều đã lên trạm y tế và đều đã được tiếp xúc với tôi. Còn riêng đối với trường hợp của bạn là sinh viên mà bị viêm phổi nữa, có một ý kiến ngược lại. Cái thứ nhất là nếu như các bạn mà ở tuyến trên mà chẩn đoán là viêm tay nữa thì đấy là tôi phải công nhận là từ đấy họ sẽ có những phương pháp nội soi nhé, phương pháp nội soi để chẩn đoán kỹ hơn, sâu hơn thì tôi chấp nhận. Nhưng rất nhiều trường hợp ở tuyến dưới khi các bạn về tuyến dưới và có lên phản ảnh nhưng tôi có đi chuyển tiếp thì lại làm chẩn đoán khác hẳn, thì đấy là do cái kỹ thuật chuyên sâu. Ví dụ như là cô thì là chỉ chuyên khoa nội, cô chỉ khám về mặt nội khoa và chỉ có gọi là khám lâm sàng, cô có không có cái kỹ thuật ví dụ như nội soi, cô có đúng không? Cô chỉ dùng đèn pin nội soi được cho em, cho nên cô chỉ được chẩn đoán ban đầu là em bị viêm bằng tay hoặc là bằng cái mụn nhỏ trong tay gọi là viêm có viêm bằng tay ngoài, và có thể mới đầu tùy từng mức độ, nếu như chưa viêm nhiều cô sẽ không có khám gì mà chỉ cho giảm đau. Đấy là cái chẩn đoán ban đầu của cô. Còn trong trường hợp em bị nặng, em phải lại chuyển đến tuyến trên của bệnh viện mình, thì lúc đấy cô mới độ cái tin cậy bộ chắc chắn thì mới chính xác. Thế còn các cái tuyến dưới, rất nhiều tuyến dưới lên cái chẩn đoán là đặt cô cho đến chuyển bệnh viện này chẩn đoán khác hẳn nhé. Thế thì cũng có thể là của em là có thể là cô chẩn đoán chính xác đối với em nhé, nhưng đấy không có nghĩa là em đánh giá nhé, không có nghĩa là em đánh giá là cái mức độ chẩn đoán của cô nó thế nào đấy thì cô cũng không cần biết. Nhưng mà cái là cảm thấy như thế em không tin tưởng thì cô vẫn cần chuyển giấy cho tiến trên, em được bác sĩ cao hơn, em được bác sĩ lại chuyên khoa. Thế còn hầu như tất cả các bạn cán bộ lớp ở đây hầu như đều là tiếp xúc với tôi, chắc chắn là điều như thế. Thế còn sắp tới thì có một cái thông báo của nhà trường về vấn đề đăng ký khám sức khỏe ban đầu và chuyển tuyến gửi cho các bạn các trường, không biết các bạn các trường đã nhận chưa. Trong cái thông báo đấy thì tất cả các bạn sẽ được đăng ký khám chữa bệnh năm tới. Ví dụ như các bạn có thể đăng ký ở một vài bệnh viện theo cái phụ lục, mà cái phụ lục này rất là dài cho nên là không thể sao các em được, mà các em phải đúng trạm y tế các cô hướng dẫn là các em nên đăng ký ở bệnh viện nào, bởi vì là các bệnh viện đấy nó lại khống chế số lượng. Và cái thứ hai là để tạo điều kiện cho các em về vấn đề về cái nơi cư trú cũng như là về thuận lợi nhất trong cái quá trình học tập, thì các cô sẽ hướng dẫn các em đăng ký bệnh viện gần với lại trường mình để các em thuận lợi. Thế còn một cái điều nữa cũng mong muốn là các em có những bệnh nặng thì lên đăng ký bệnh viện, khi đăng ký bệnh viện thì các em sẽ không được khám bệnh ở trạm y tế mà các em sẽ lên trực tiếp các bệnh viện đấy. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là những cái bệnh viện là các bạn mà có những bệnh thông thường mà rất nhiều bạn ở đây đã lên bệnh viện lên trạm y tế điều trị một năm có thể từ 7 đến 10 lần cũng rất nhiều và cấp thuốc hầu như là giống như là cán bộ. Và hiện tại là khám cũng là do chính tôi, vì tôi là người chạy khám cho cả sinh viên cán bộ cùng lúc phòng khám, không có sự tách biệt nào cả. Thế các em đã lên rồi thì các em đã phát hiện được cái đấy. Thế thì để cho thuận lợi cho em thì tất cả các bạn không phải bệnh nặng thì lên đăng ký khám ban đầu rồi thực tế sau đấy lấy giấy chuyển tuyến. Còn nếu như các bạn muốn có nhu cầu đến bệnh viện đăng ký khám bệnh viện, các bạn nên đăng ký tại trạm y tế sau khi lịch và thông báo đúng hạn, thì các cô sẽ đánh cái đây là khám sức khỏe ban đầu nhé. Chịu vậy. Đây là ý kiến của các là các em nếu mà cảm thấy là những bệnh nào là bình thường thì không có nhức đầu vân vân có thể là như thế. Chỉ còn những cảm thấy mà bây giờ là từng viêm tay nữa trở lên thì có lẽ là phải đến cấp trên đúng không? Đây có lẽ là liên quan đến hai câu hỏi sau thì mời tiếp tục. Xin phép tập thể cô và các em tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn gái vừa rồi. Thứ nhất là về đề thi thì cô có thể khẳng định luôn các bạn rằng là gì, không phải không mua tài liệu mà không mua được đề thi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì, các bạn không dùng đề thi của nhà trường, các bạn có thể sử dụng đề thi của bên ngoài cách bình thường. Nào, các bạn bình tĩnh bình tĩnh. Nó khác là thế nào thôi. Cái khác các bạn bảo là đấu đúng không? Đảm bảo các bạn rằng là gì? Bây giờ nếu như các bạn về kiểm tra ở trong số các bài các bạn nộp thì sẽ có rất nhiều các bài thi mà không muốn đấu. Đó là gì? Những bạn mua giấy thi bên ngoài. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, việc đấu bài thi thu hoạch tự luận của các bạn ấy là việc qua lý luận chính trị chấm
thầy cô bên công tác thì sinh viên không chấm bài đó, và các thầy cô cũng không lên điểm bài đó, mà điểm toàn bộ là do bên khoa lý luận chính trị các thầy cô chấm đưa lên. Nên khẳng định các bạn rằng là gì, có dấu hay không có dấu không quan trọng, miễn là các bạn làm đúng đủ và chính xác những câu hỏi mà các thầy cô bên lý luận chính trị giao cho các bạn. Và cái này cũng là một cái mà năm tới thì cái vấn đề của các bạn lăn tăn thì thầy sẽ sửa, và chắc chắn năm tới là không có tới nào đấu để các bạn muốn ở đâu thì các bạn muốn, các bạn mua ở đâu bạn mua, bạn dùng ở chỗ nào bạn dùng. Đó. Vì đã khẳng định ngay từ đầu các bạn là gì, không kinh doanh, không bán. Và chính vì thế đối với câu hỏi của các bạn của các bạn cái rồi nữa, thì nếu các bạn không có nhu cầu về tài liệu thì các bạn cũng không cần phải mua. Được chưa? Ok chưa? Ông phải ok trước khi tôi Cái thứ nhất, tôi khẳng định chuyện đóng dấu vào bài thi giờ này thì ở bản thân em là sai. Tại sao tôi nói như thế? Một bài làm nếu mà có dấu hiệu đặc biệt, theo các bạn hiểu đấy là cái gì? Ý hiệu. Đánh dấu bài đúng không? Như vậy cái này đề nghị các bạn nên chấn chỉnh từ tháng năm, không còn hiện tượng này nữa. Tôi khẳng định với các bạn là như vậy. Chứ không thể là cùng một tổ chức lớp làm bài có một bài làm trên tờ đấy thì có dấu, và một tờ đấy thì không có dấu. Bất luận đấy là dấu gì, chúng ta hiểu đơn giản đấy là dấu hay dấu bài, đúng không ạ? Và cái này tình trạng này cũng phải chấm dứt. Tôi tuyên bố và khẳng định với các bạn trong cái đối thoại ngày hôm nay, toàn tất cả những cái gì về phần sau chúng ta nói với các bạn thì các bạn nghe và các bạn hiểu. Còn lại kết luận tôi cảm thấy là sai. Mời các bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Thì với thầy có bảo là mình không nên nhắc lại vấn đề cũ nữa, nhưng mà vì cái vấn đề cũ chưa sắp bỏ nên mình nhắc lại. Vẫn là cái vấn đề về một công tác chính trị sinh viên, nhưng ở đây thì em hơi không bàn đến cái vấn đề là dấu hay là kỳ thi thì sao nữa, mà em bàn đến chất lượng dạy bản thi. Thì em thấy là một số trường ví dụ như đơn giản là tài chính họ chỉ học bắt đầu thôi, họ bỏ đi hôm trước có một thầy thì bảo là cái đấy là họ bách luật, còn trường mình vẫn làm đúng luật. Thế nhưng mà các cái phương diện các bạn sinh viên học ấy, thì thực sự là bọn em cảm thấy là cái phần công dân sinh viên này chất lượng nó không được đúng như với các thầy và lãnh đạo mong đợi, mà hầu như nó chỉ là hình thức nhỉ, cả việc dạy học và việc thi cũng thế ạ. Để thứ nhất là nếu mà có thể được thì mình nhất thì mình có thể bỏ bài đi, nếu mình không bỏ thì mình có thể cải thiện chất lượng dạy và thi. Tôi nghiêm túc một chút rồi. đúng không? Nói đúng đấy, nhìn nhau như cái này rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề chuẩn đầu ra ngoài học. Thì theo như em được biết thì tức là cái quy trình mà có cái chứng chỉ là của trường mình ý, thì là mới đầu là đăng ký ở trung tâm ngoại ngữ và tin học, sau đó là lên phòng thầy cô đóng tiền, sau đó mình thi xong thì mình chưa được cấp chứng chỉ ngay, và muốn cấp chứng chỉ thì mình lại phải muốn xin một cái giấy gọi là giấy cấp chứng chỉ, và sau đấy là đi đóng tiền làm chứng chỉ, vẫn mấy thầy quay lại mình có chứng chỉ. Thế tức là bọn em phải trải qua 4 công đoạn. Thế tức là em có hỏi thầy là có cách nào mà giảm những công đoạn để chúng ta cán bộ được không ạ? Bởi vì em thấy thế nó hơi dài. Mình có thể ra một cửa giống như khó tạo là cả, chỉ lên phòng trung tâm ngoại ngữ tin học mình đăng ký, mình đóng tiền rồi mình thi mà nó thì có chứng chỉ. Thì cái đấy các thầy nếu mà có thể giúp các bạn của em là tốt. Thế mà còn, vẫn còn, em vẫn còn hai vấn đề nữa. Thì cái vấn đề nữa là một vấn đề thứ ba, cái vấn đề về điều kiện tiên quyết của cái môn tự chọn ấy. Thì em nghĩ là đã là môn tự chọn thì các bạn thích học môn nào các bạn học, thì mình không nên giới hạn cho các bạn sinh viên là phải là học trước môn học trước môn kia. Thì thế nó giới hạn của em hơn là tạo điều kiện cho bọn em. Ví dụ như bọn em học tiếng Anh 4 trước, sau đấy học tiếng Anh 3 thì như vậy tiếng Anh 4 của công nhân. Thì trong cái trường hợp là bọn em không đăng ký tiếng Anh 3, bọn em học tiếng Anh 4 của tiếng Anh 3.
nhảy sang bên đúng không? Thì các bạn đấy yêu cầu không còn yêu cầu được cấp của một số môn chữ đấy thì làm sao? Cái điểm thì cần khi mà một người mà cái điểm đó cái điểm môn họ đánh luôn chứ gì? Cái câu hỏi này em đã hỏi thầy cái gì một năm trước thì thầy có khẳng định với em là môn này mà thầy có hỏi em là môn này có phải là môn pháp luật quan trọng không? Rất quan trọng mình phải đưa vào môn học chính. Thế nhưng mà vừa rồi chúng mình học ở công tác sinh viên ấy thì thầy với phòng đào tạo xuống thì khẳng định bọn em là các lớp 6 thì không phải học môn này là môn bắt buộc. Thế nhưng mà trong khi đó một lớp sau thì cố học tập xuống thì lại nói với bọn em là môn này là môn bắt buộc. Thế như vậy là giữa ban lãnh đạo nhà trường, giữa phòng đào tạo và giữa học cố vấn học tập không có cái sự thống nhất nào. Thì giờ em muốn là các thầy là bàn bạc với nhau và cho bọn em một cái văn bản để là môn đấy là bắt buộc hay không. Cái vấn đề cuối cùng là cái vấn đề này thì em cũng không biết nó gọi tên là cái gì, nhưng mà em ví dụ như năm ngoái thì cái màn hình học của em ví dụ bắt đầu từ đầu năm chín thì phòng công tác sinh viên trong bố trí của em là đi học với công tác sinh viên trước 10 ngày, cứ học xong rồi các công tác sinh viên thì vẫn được nghỉ 10 ngày nữa. Thì ví dụ như bạn đơn giản ở gần thấy mình cảnh trương viên thì nó gần ngay đây thì nó không sao, nhưng một số bạn ở Lào Cai là Thanh Hóa Nghệ An cũng muốn viên tiền đầu tiên đi về cũng mất đến tầm 400-500 nghìn 500 nghìn một chuyến xe đến công lệ, nếu mà về nước thì mất rất đôi số tiền, nếu trở lại 10 ngày thì chắc mất bằng một đấy số tiền. Thì em nghĩ là cái này mình lên các kết bạn thì vừa rồi phòng tiền đóng bảo hiểm em thì cũng bắt bọn em đóng trước 10 ngày thì học mọi người vẫn phải đi lên đi về. Thì có thể là cái này vào phòng nào thì em không biết gọi tên là phòng nào, nhưng mà thầy có thể là tạo điều kiện cho bọn em là nó cùng với cái lịch học của bọn em nó tận tâm hơn. Cảm ơn. Bạn có nói là hỏi 4 câu mà hỏi 5 câu là vẫn chỉ nhiều 20%. Cảm ơn. Học mà cứ như thế là chỉ quá. Bây giờ tôi xin phép là lần lượt trả lời tất cả các bạn có câu hỏi nào mà mình cũng đang trả lời thì trả lời. Cái thứ nhất là về cái học của các bạn nói cùng năm ngày thì cái này các bạn có phải chuyển nghe ta bất luận là bắt đầu năm học mới thì chúng ta có cả khoảng thời gian là năm học mới, và bây giờ chúng ta phải tính gì thì có nghĩa là bố trí các môn học, bố trí các khác nhau, nó sẽ không phải khi các bạn học kinh tế nữa, cho nên nó sẽ có cái định dạng là như vậy. Chứ bình thường trong trường ví dụ các bạn mà ở ký túc xá chẳng hạn thì ra đó các bạn thì đó là học đúng không, các bạn cũng đây ở xong rồi có thể một tuần đấy các bạn làm ôn tập, nên là cái câu hỏi mà bạn đặt ra mà để vận chuyển từ Lào Cai Yên Bái các thứ về thì tôi nghĩ chắc là đấy các bạn cũng phải khắc phục. Chứ bố trí thì cũng không thể bố trí như đó là chúng ta học kinh tế rồi phải đặt xem. Đấy là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của bạn về điều kiện tiên quyết của môn tự chọn ấy, thực ra mà nói bây giờ các bạn đã ngồi trên ghế đại học rồi mà cũng không thể nói từ là các bạn không học lớp 12. Các bạn ngồi vào được ghế đại học, các thầy dạy cũng vậy thôi, có những cái môn mà để dạy cho các bạn thì các bạn bắt buộc phải có những kiến thức của những cái môn trước. Thế là ví dụ vừa rồi bạn có nói cái cảm giác là môn tự chọn, bạn bảo bây giờ học tiếng Anh 4 trước để công nhận điểm, xong rồi tiếng Anh 3 sau thì hoàn toàn có một người đấy phản biện hỏi các bạn thì các bạn đã qua tiếng Anh 4 rồi thì học tiếng Anh 3 để làm gì, đúng không? Nên là những cái kiến thức nó về sau rồi thì bắt buộc phải có những kiến thức. Cái đấy là cái tôi nghĩ là cái đặt câu hỏi này nó cũng chưa được cái công thức lắm. Câu hỏi tiếp theo mà bạn có nói là về cái chất lượng của toàn công dân sinh viên thì ra chúng tôi cũng có cái một thứ không ý, cái đoạn là không ý các bạn đề xuất lên nhà trường, đề xuất lên các thầy biết tham gia giảng dạy, thay đổi những mô hình giảng dạy các bạn làm sao cho phù hợp hơn, các bạn thấy nó hay hơn, tiếp tục hơn. Còn công tác là giảng dạy và cũng như là giáo dục chính trị là chúng ta luôn chúng ta phải những người vừa học mới biết, thì cái đấy thôi trả lời cho bạn là như vậy. Còn lại về cái phương thức trong năm tới sẽ thay đổi, sẽ cố gắng để làm sao mà cái thông tin rồi cũng như cái phương thức này để cho các bạn đỡ nhắc lại cái điều là học gì còn nguồn sáng học còn cái này thế nào, và có thể ở đây có các thầy ở lớp chính trị các thầy sẽ trả lời thêm câu hỏi đấy cùng với tôi. Cái câu của bạn nữa về cái sở đào tạo sinh học thì các cô Ánh phó giám đốc sẽ trả lời cho các bạn, thì cho nó liên quan đến cái chuyện là chúng ta phải thu tiền thì bắt buộc phải có tài vụ, cơ chế nó là như vậy. Cái về pháp luật đại cương thì cái này tôi cũng có nghe và năm ngoái cũng đã trả lời các bạn rồi,
là khi mà quy chế của quả tạo đưa ra là bắt buộc, nhưng bởi vì chúng ta có cái giao khoa biên giám 2012 và 2013 đúng không, và tôi cũng là 2009 nữa, chúng ta có 3 phòng tại 3 biên giám của trường đại học chất, và vừa rồi tôi cũng đã trực tiếp giảng phòng mà đào tạo đại học và cũng để ở đây quát. Cái chuyện này nó chỉ xảy ra chủ yếu với sinh viên K56 đúng không, bạn chắc là K56 đúng không, và chúng tôi cũng đang đề nghị yêu cầu đào tạo giả soát hết tất cả các em sinh viên của K56 để mà chúng tôi có thể quy đạt được nó thành 1, 2 hoặc 3 trường hợp, lúc đó sẽ ra một quy định cụ thể hơn để mà đảm bảo tối đa nhất cái quyền lợi của các bạn. Thế thì cái này phòng đào tạo đại học các thầy sẽ giải kỹ hơn cho các bạn. Xin đầu tiên thì mời cô Anh để tính trước ấy. Kính thưa ban giám hiệu, kính thưa toàn thể sinh viên, xin thay mặt cho lãnh đạo của trường học của trường thì đơn vị nha trả lời câu hỏi của các bạn. Câu hỏi của các bạn liên quan đến quy trình, quy trình tức là các bước và quy trình thủ tục là các bước và thời gian. Thế thì câu hỏi của các bạn liên quan đến hai vấn đề lớn, thứ nhất là quy trình thi hay là quy trình cấp chứng chỉ. Thế thì hai cái quy trình này là khác biệt với nhau bởi sao? Bởi vì chứng chỉ là chúng ta tốt nghiệp đăng ký để mà được cấp chứng chỉ. Như vậy có những bạn không lấy chứng chỉ thì các bạn không đăng ký. Thế nếu như chúng ta chỉ nhập hai cái quy trình vào là một, có nghĩa cô cũng không rằng là nhà trường bắt các bạn phải mua chứng chỉ. Nhưng mà nhà trường thì là không bắt chúng ta phải mua chứng chỉ mà chúng ta tự nguyện đăng ký để được có chứng chỉ này. Thế còn việc thi thì sao? Nhà trường đã có quy định chuẩn đầu ra rồi, ngoại ngữ tin học chúng ta thi không đổi và chúng ta có kết quả đạt rồi thì chúng tôi sẽ chuyển kết quả này xuống vòng đào tạo đại học, và vòng đào tạo đại học căn cứ vào kết quả này để công nhận một trong những tiêu chuẩn để chúng ta được phép tốt nghiệp. Như vậy là cái việc mà đăng ký chứng chỉ là tự nguyện, cho nên là bắt buộc các bạn phải có một khâu đấy là để đăng ký chứng chỉ. Chúng tôi còn cũng liên quan đến quy trình thì việc mà các bạn nộp tiền tại ngành thực tế là cái quy định chung của nhà trường, và các bạn nộp tiền ở ngành sau xong sau đó là các bạn có đủ tư cách đi học đăng ký để xem là chúng ta thi vào ngày nào giờ nào thời gian nào, thì đấy là một cái quy trình bắt buộc và hai cái tôi nghĩ là không có cái gì mà là tốn thời gian mà bắt buộc. Bởi vì các bạn nghĩ rằng là khi mà tổ chức thi tức là các bạn đương nhiên là phải có như vậy, nếu như đương nhiên có chứng chỉ các bạn ta cũng thêm một khoản tiền các bạn làm cái gì, vậy có những người không cần chứng chỉ họ không cần phải đóng tiền tạm thêm. Đấy là câu hỏi của người thứ nhất. Tức là tất cả những gì là quy trình, mà quy trình đấy cũng phải là mình cố tạo ra mà trong hệ thống những bắt buộc như thế thì các em sẽ nghe không cảm. Thế bằng cách là tất cả các phòng ban chức năng liên quan đến quy trình đó phải nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ các em sinh viên, đúng không ạ, để làm sao cái quy trình nó ngắn nhất, nhanh nhất. Rồi tiếp theo xin mời cô Rút đấy, có trưởng khoa lý luận chính trị để trả lời cái câu hỏi liên quan môn pháp luật đại cương. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các em học sinh, thì tôi đại diện cho lãnh đạo khoa lý luận chính trị giải đáp cho các em thắc mắc về học môn chính trị đầu khóa. Thì về môn chính trị đầu khóa, đây là quy định của bộ và của nhà trường, chúng tôi thực thi theo một quy định. Và thứ hai nữa là các em có phải về chất lượng giảng dạy của môn học này. Thì trước khi vào giảng dạy môn học này, ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo đã họp và theo cái chương trình của bộ, chúng tôi là cử chương trình của bộ theo nguyên bản, thì chúng tôi đã cử ra những giáo viên mà có đầy đủ những phương pháp giảng dạy có cái chất lượng tốt để dạy cho các em và cũng cố gắng trong cái thời gian qua mà dạy của bài các em. Nhưng thứ hai là các em phải tự hỏi mình xem là mình đã nghiêm túc học chưa. Khi mà tôi ở hôm qua thấy các thầy cô giáo bốn một lần đi dạy về kêu sức mệt, bởi vì cái ý thức của các em chưa tốt. Đấy, các em cho rằng là cái môn này nó không quan trọng, vì vậy là trong một lớp chung như vậy 200 sinh viên, nhưng mà các em rất rất tận lực, rất là cần làm cho các thầy cô giáo luôn không tức là làm qua cái
Thứ nhất là các em sinh viên biết tinh thần đó,
trong những cái đợt tuần tư sinh viên trong cái đợt sinh hoạt lớp. Cái thứ hai là một lần nữa nhắc lại để các thầy lãnh đạo học khoa các bộ môn các thầy cũng biết được quan điểm đó để truyền tải những cái nội dung đó vào trong những đợt sinh hoạt có hiệu quả hơn. Thế còn liên quan tới vấn đề đối với các sinh viên thì là tôi nói về cái vấn đề còn lại hai phải có hai người cùng học hành để gặp nhau ở lúc đó. Các thầy cô giáo làm tốt những cái đó rồi thì các sinh viên như cô cũng nói. Các em sinh viên tôi tự hỏi mình xem là ý thức của em đã tốt chưa, đã tham gia những phần sinh hoạt trung tâm sinh viên cũng như sinh hoạt lớp đó tốt chưa. Để các em cũng phải đặt lại câu hỏi, thì nếu mà các em chuẩn chỉ ý thức tốt thì bản thân chắc chắn là thầy cô giáo cũng tốt thì đương nhiên sẽ không có cái đơn giản dạy có chất lượng. Thế nếu mà các em không làm được đó thì đương nhiên nó sẽ bị hệ quả, nó sẽ có liên quan. Thế chính vì thế các em sinh viên trước hết các em phải chuẩn chỉ và các em hiểu và nhớ rằng là gì, tuần sinh hoạt trung tâm sinh viên đó như một lần đánh giá kết quả. Và trường chúng ta bao nhiêu em đã bị suy học tập bởi vì không tham gia tuần sinh viên, và nhà trường thông báo rất nhiều lần các con sinh viên khi không tham gia cuối cùng là bị xử lý theo quy chế sinh viên. Đó là gì, nó cũng là một phần để đánh giá sự toàn diện của các em, nhưng đề nghị các em cũng phải quan trọng cái điều này và để hai bên các thầy cũng cố gắng, các em cũng cố gắng để chúng ta có được một cái tuần sinh hoạt trung tâm sinh viên cũng như cái đợt sinh hoạt lớp có chất lượng. Thế là nói thế để các em hiểu. Xin mời các thầy các em. Liên quan đến chuyện là các bạn sinh viên tận dụng nguồn là rất nhiều. Liên quan đến y tế thì tôi với các bạn có câu hỏi hay không? Liên quan đến cộng đồng sinh viên thì có lẽ các bạn mấy giờ chúng ta ngồi 8:30 như bây giờ là 10:15 các bạn có mỏi chân thì đúng không? Chúng ta cùng với nhau làm cái trắc nghiệm này. Và cái đầu tiên tôi mời các bạn, tất cả các bạn sinh viên đứng dậy. Kể cả các bạn thứ hai, có thể nói là sau 1:30 các bạn rất mỏi và chúng tôi rất tình cảm muốn các bạn đứng dậy để vươn vai lên một tí và tạo cái không khí nó đỡ mệt mỏi. Rất cảm ơn các bạn bình tĩnh nhé. Cái thứ hai mà bây giờ tôi muốn ngay là các bạn hãy thể hiện cái tính trung thực của mình. Tất cả các bạn ở đây, bạn nào làm thu hoạch của tuần lễ sinh viên không nhờ người khác ép và của chính động lực của mình mà nhận được không? Lại nhiều. Ơi, có làm đâu? Bạn còn chưa? Có lẽ là cái điều này là chắc các bạn cũng biết. Thế là một lớp viên dư các bạn ở đây, các bạn là cán bộ, các bạn là lãnh đạo, các bạn rất ngưỡng mộ. Và thậm chí có rất nhiều, có 20 cánh tay giơ lên là không phải cán bộ mà các bạn cũng ngưỡng mộ và rất ngưỡng cực. Một cái hiện trạng mà chắc các bạn cũng biết là có hay không có thì có một bạn là không ngồi được không? Bạn cả đời. Thì tôi muốn hỏi các bạn ở đây, ý thức học tập của các bạn ở đâu khi mà vẫn còn hiện tượng làm thu hoạch của các bạn sinh viên, các bạn có giấy đóng dấu vân vân, các bạn thuê người ép, nhờ người ép, và có lẽ các bạn mà không ngồi xuống các bạn có thể giải thích được, và cũng mong các bạn có một câu trả lời cũng nhận được làm thế nào để hoàn toàn không có hiện tượng đấy nữa trong trường hợp học nhân. Chỉ trách nhiệm rồi em, còn chưa em có một bạn đúng không? Em xin chào tất cả thầy cô và các bạn trên lớp có mặt không? Chúng ta đang nghe nghe. Đây là sinh lớp 2H6. Trong phần cô dân sinh viên vừa rồi thì cái bài thu hoạch mà chắc làm ba tờ giấy thi để nộp ạ. Thì em có nhờ lấy nhà hộ biết là do em chép thì chỉ số thế là em cũng không chép được bài. Cái thứ hai là em thấy cái phần bài làm đấy thì nó chỉ có 2 câu, nhưng mà cái nội dung để em cũng có đọc qua cái nội dung thì em thấy là đa phần là năm trước và năm sau thì cái nội dung nó không khác gì nhau nhiều, nó cũng chỉ giảng giải trên mặt về kinh tế chính trị báo cáo thôi. Rồi là em muốn là cái công dân sinh viên thì nó thể hiện được cái mới, tức là
nó không gò bó trong những cái bài văn bản hoặc là những cái bài viết nó quá là bài dòng mà nó không thể hiện nổi bộ nên cái trong cái bài đấy là vấn đề cần hiểu là gì ạ? Tại vì là em thấy nhiều bạn sau khi làm cái bài ngoài cái rất là hiểu mình đang làm cái gì. Còn chép. Rất là cảm ơn em. Đầu tiên là mình cũng được. Cái thứ hai tôi khẳng định luôn em là hai câu thu hoạch là gì? Nội dung. Câu một, đánh giá tổng quát về những thành tựu, hạn chế và những bài học 30 năm đổi mới được xác định trong dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 12 của Đảng. Đây là câu nhất. Câu hai, suy nghĩ của em sau khi học tập chuyên đề tư tưởng và tập trung đạo Hồ Chí Minh về trung tâm trách nhiệm gắn bó với nhân dân. Đúng hai câu đấy không ạ? Đúng ạ. Hay là khác? Đúng. Hay là tôi đã đúng không phải sai đúng không? Và có lẽ là chúng ta không nói nhiều về cái này. Tất cả các bạn đều là những con người trung thực. Tất cả các bạn đều là sinh viên đại học Hoài Đức. Các bạn tự hào điều đấy. Và tôi đặt cái câu trả lời về chuyện này dành cho các bạn. Được chưa? Làm thế nào để hạn chế tất cả những cái gì mà bạn kia vừa nói? Thì cái đấy là cái ý nhất của các bạn. Thì tôi dành câu trả lời cho các bạn. Và chuyển sang cái này khác. Mời các bạn. Em xin kính chào các thầy cô và thầy tất cả các bạn. Em xin giới thiệu em là sinh viên Hoàng Hùng Long, sinh viên lớp Địa chất Công trình, Địa kỹ thuật B, K 56 và Địa chất. Thì em có 3 câu hỏi dành cho những vị đối bạn giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên hôm nay. Câu đầu tiên cho em đặt câu hỏi với trung tâm hướng nghiệp ạ. Như em được biết thì từ em đã tìm hiểu về cái hỗ trợ việc làm sinh viên từ năm thứ ba, từ cái năm thứ ba thì là em đã bắt đầu đến tham gia các hội chợ việc làm sinh viên. Tuy nhiên thì em có thấy một vấn đề là qua 2 năm em tìm hiểu ấy thì là cái hội chợ việc làm sinh viên này, cái việc tổng kết hội chợ việc làm sinh viên đã thực sự đến với tất cả các sinh viên của trường đại học Hoàng Hùng Long, kể cả sinh viên tham gia hội chợ và sinh viên chưa tham gia hội chợ. Tổ chức muộn quá. Cái hiệu quả ở đây là gì? Tức là em muốn rằng là sau một đợt hỗ trợ việc làm sinh viên thì nhà trường cũng như là phòng trung tâm hướng nghiệp ấy thì có một cái tổng kết. Tổng kết ở đây không phải là tổng kết giữa ban tổ chức với nhau mà tổng kết giữa nhà trường và sinh viên để làm sao những tổng kết được rằng là số lượng sinh viên đến với doanh nghiệp được các doanh nghiệp nhận là bao nhiêu. Thứ hai là sinh viên trường đại học Bảo Điện Địa chất đang thiếu những kỹ năng gì, chuyên môn như thế nào, kỹ năng mềm như thế nào, ngoại ngữ như thế nào, tin học như thế nào, để từ đó các sinh viên sắp sửa tốt nghiệp cũng như các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 có một cái định hướng rõ ràng hơn, một cái cách nhìn nhận cụ thể hơn về vấn đề mà mình sau khi ra trường mình cần phải có những kỹ năng gì, cần phải đáp ứng những cái nhu cầu gì của doanh nghiệp, để từ đó mình nhà trường và phòng công tác chính trị ở phòng trung tâm hướng nghiệp sẽ trở thành một cái cầu nối tin tưởng giữa sinh viên nhà trường đối với các doanh nghiệp. Đấy mới là điều quan trọng của trung tâm hướng nghiệp mà em chưa thấy trong 2 năm nay. Thì về cái việc của trung tâm hướng nghiệp thì cái đấy nhà trường mới thành lập và cũng đang trong 2 năm đầu tiên của tổ chức. Thì có thầy giám đốc trung tâm ở đây, thầy đang đi xuống đấy, thầy sẽ trả lời cho các bạn về vấn đề tổng hợp. Còn đây thì trong lúc mà chờ thầy trả lời thì chúng tôi với cả nhà trường cũng rất mong muốn là các bạn cho những câu hỏi, những nhận xét và yêu cầu là các bạn mong muốn gì từ những công việc của trung tâm hướng nghiệp và trung tâm hướng nghiệp trên hai góc độ. Góc độ nhất là về việc làm của các em sau này. Góc độ thứ hai là hướng nghiệp để các em học sinh thi vào trường đại học Hoàng Hùng, chọn trường đại học Hoàng Hùng làm điểm hướng điểm đến trong cái quá trình lập nghiệp của mình và học đại học. Thì đấy là cái mong muốn các bạn tham gia thêm ý kiến vào trong cái buổi ngày hôm nay. Và trước tiên thì để thầy thạc sĩ Nguyễn Quốc Lân thầy sẽ trả lời các bạn cái câu đầu tiên. Khi mà bạn có cái nhận xét về chuyện đánh giá tổng kết cũng như là thông tin đến các em sinh viên trong sau cái hỗ trợ về làm bản năng của nhà trường tổ chức và
vào tháng 6, đúng không? Bắt đầu tháng 6. Mời thầy Lân. Vâng, xin thưa chị công an đặc nhiệm của chủ trì, thưa tất cả thầy cô giáo, thưa chủ trì và các em sinh viên là cán bộ lớp và sinh viên của lớp, tôi thay mặt cho vấn đề làm sinh viên để trả lời em câu hỏi đó. Thì một cái việc thì làm thì với trung tâm là báo cáo có bài nhận hiệu và đặc biệt là báo cáo có thì phó hiệu trưởng của chúng ta là đại diện phụ trách và phụ trách là trung tâm tổng nghiệp. Thì những cái việc làm bao giờ nó có cái kế hoạch rõ ràng, nhưng mà tôi nghĩ rằng này là cái việc là em nói rất là đúng mà xin được đấy là chỉ đạo của nhà trường đối với trung tâm là sau hỗ trợ Việt Nam thì phải báo cáo cho nhà trường về số lượng sinh viên đã được tuyển trực tiếp tại hỗ trợ Việt Nam, cũng như là các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp ngoài người ta yêu cầu số lượng về đó thì phải báo cáo cho nhà trường và có cái có tổng kết rất là rõ ràng. Thế nhưng mà tôi nói cái này hàng năm thì năm nay là năm thứ 10 để tôi mới tổ chức hỗ trợ để làm sinh viên, đó là cái cầu nối giữa doanh nghiệp với sinh viên và qua nhà trường thì sẽ sau khi tốt nghiệp trường đại học bảo hiểm chất cũng đang có cái việc làm. Thì nhà trường rất là cố gắng, trước đây là chưa có trung tâm đâu, trung tâm thì chỉ thành lập từ năm 2013 vì là cái yêu cầu rằng là chúng ta bây giờ ra thì rất nhiều em là không tìm kiếm được việc làm. Thì ý định của nhà trường như vậy cố gắng để mà tìm kiếm để mà tôi bảo cái tại sao mà bây giờ lại không đến với em sinh viên thì tôi nói đến cái này là sau cái đội việc làm thì khi mà người ta tuyển trực tiếp tại một sở việc làm rồi là sau đó là người ta thử số lượng hồ sơ khá là lớn, sau đó là người ta về tiếp tục cái hồ sơ đó lại lọc ta tuyển tiếp và cũng có doanh nghiệp báo với tôi là chúng tôi tuyển được người rồi, thế nhưng đến 3 tháng sau thì các em lại chuyển tiếp, cái hiện tượng đấy có. Bởi vậy là cái con số mà gọi là chính xác như thế nào thì tôi cũng có, và chúng tôi hiện nay thì hàng năm theo cái kế hoạch mà đội trị lên ban giám hiệu của trung tâm là tôi trong tháng 12 sẽ có được số liệu đó là bao nhiêu em làm việc ở đâu và làm việc gì có đúng với anh kể hay không. Cái việc đấy là tôi sẽ báo cáo với ban giám hiệu, sau đó là sẽ qua ban giám hiệu và cho một nghìn sinh viên tôi sẽ đào tạo số lượng rất cụ thể và có thể là trong ngày tới này thì một nghìn đào tạo để tìm hiểu cái số lượng để báo cáo. Còn là một việc nữa, trung tâm doanh nghiệp thì cũng là cái cầu nối cho cái công an việc làm cho các em không tốt nghiệp, nhưng một việc rất quan trọng mà hiệu trưởng rất kỳ vọng vào trung tâm đó là công tác tư vấn tuyển sinh. Thì nói về công tác tư vấn tuyển sinh, chúng tôi cũng đã có kế hoạch đã gọi cho tất cả các lớp trưởng và như ở đây các bạn chúng tôi bắt đầu là rất là mong muốn mỗi một cán bộ lớp mà đang là sinh viên của trường đại học quản lý chất là một cái tuyên truyền viên giúp cho trường đại học quản lý chất, với mục đích là gì ạ? Thứ nhất là chúng ta tuyển được con người là đàn em của các em là phải có chất lượng, về mặt số lượng thì cần phải đảm bảo, và cũng qua cái hội nghị này tôi rất là mong muốn là các em giúp cho trung tâm nhà trường nói riêng và giúp cho nhà trường nói chung là giúp cho cái công tác quảng bá hình ảnh nhà trường và đặc biệt là công tác tư vấn tuyển sinh cho chúng ta tốt hơn. Thế xin cảm ơn. Có lẽ là cái này là mọi người vẫn nghe hết rồi, hết trình rồi, nhưng mà tôi chỉ bổ sung thêm như này. Nhưng là trường chúng ta thì bây giờ có cái trung tâm là trung tâm huấn luyện tư vấn việc làm sinh viên, tách ra một từ một bộ phận của phòng tư vấn sinh viên. Thế tại sao ta lại có trung tâm này? Bởi vì bản thân bộ đào tạo cũng có những cái văn bản hướng dẫn yêu cầu về công tác hướng nghiệp, mà như thầy Hàm nói cũng có hai phần. Thứ nhất là cái tư vấn tuyển sinh tức là gì? Cung cấp những thông tin để cho những người sắp sửa thi tuyển đại học khi vào trường mỏ, đấy là cái công tác thứ nhất rất quan trọng. Cái thứ hai là những em mà đã học xong rồi, học rồi thì đi làm thì là gì? Cung cấp những thông tin để em có thể là những cái ứng viên và có thể xin vào những cái vị trí việc làm. Thì cũng thông báo với em thông tin vừa rồi, tức là nhà trường đã trường chúng ta một trong số rất ít những trường của Bộ Giáo dục đào tạo đã tổ chức được 10 năm liên tiếp hội trường đại học sinh viên. Nhưng thầy, nếu mà em nói như thế thì bản biệt lại thì rất
rất là buồn. Bởi vì 10 năm đó mà em nói em không biết là gì đến doanh nghiệp của tôi đấy, chúng ta nói cái gì. Sinh viên của trường bỏ yêu cái gì thì em nói như thế, có nghĩa em không quan tâm. Em lên một câu hỏi tưởng chừng như quan tâm, nhưng kỳ thực nếu mà xét về bản chất thì lại là quan tâm. Thầy đó là gì? Đã là từ khi nhận chức là phó trưởng, đã là trưởng ban tổ chức của trường về làm sinh viên. Và trước khi tổ chức được làm đây, có tất cả các thầy lãnh đạo khoa bao giờ cũng không họp để làm sao tổ chức, và họp xong bao giờ cũng rút kinh nghiệm và cụ thể hóa một văn bản báo cáo là gì từ tất cả các trường. Và cái này cũng phải xem xét lại cái trách nhiệm của các cái lãnh đạo khoa, xem đã chuyển biến các thầy đi từ học tất cả những cái đó, quán triệt tất cả những cái đó, các thầy đã phổ biến lại cái sinh viên của mình chính trong tuần hoặc là gì sinh hoạt sinh viên hay chưa. Tôi đề nghị em là khoa nào thì đề nghị không biết là khoa chất ở đây các thầy đã phổ biến đến đây chưa. Còn nếu mà em nói là không có một thông tin thì là không đúng đấy, thầy biết luôn này là như thế, em phải xem chưa quan tâm. Và thầy đã nhắc lại luôn cho em cần phải làm cái gì. Sinh viên của trường đào tạo thể chất về gọi là về kiến thức thì coi như là đào tạo nhưng em thiếu hai thứ, chính xác là ba thứ. Thứ nhất là kỹ năng về ngoại ngữ, khả năng về ngoại ngữ. Thứ hai cái tin học, và thứ ba là các kỹ năng sống, như là kỹ năng mềm, như là kỹ năng làm việc trong mạng thế. Đây là ba thứ chúng ta thiếu. Và cái này không phải là em không biết, chúng ta đã biết, nhưng tại sao chúng ta lại tổ chức thường xuyên các lớp kỹ năng mềm để chính là bổ trợ cho các em. Tại sao chúng ta có các trung tâm phần sinh học là có chuẩn của ta để tiếp cận dần cái điều đó. Nên là các em nói như thế, nhưng các em nếu thực sự quan tâm thì phải quan tâm tình học khác, đúng không? Thì đấy là cái thứ nhất nói về vấn đề liên quan đến các bức trợ việc làm. Cái thứ hai bây giờ như này, thầy cũng làm cái trách nhiệm đối với công ty A đã làm sinh viên trường mỏ, tức là các em phải ít nhất là thôi thì bảo là không yêu quý lắm thì cũng phải là ít nhất là cũng cảm tình với cái trường mình đang học không ạ, tức là mong muốn trường đó phát triển, tức là mong muốn nhiều người khác sẽ thi vào trường mỏ, đúng không ạ? Thế bây giờ hỏi các em với tư cách em cũng trả lời cách trung thực giống như thầy hỏi, trong đâu trường này các em sinh viên đã bao nhiêu em đã từng có những cái gì quảng bá cho những cái phụ huynh của những em học sinh các trường cấp ba sẽ thi vào trường mỏ các em đưa bay rồi nào? Đấy, cái này biết là bao nhiêu phần trăm rồi đấy ạ? Rất ít đúng không? Tôi nghĩ chắc là có khoảng hiệu quả 30 cánh tay trên tần số vô trường đầy đủ khoảng 300. Thì tất cả các em đã quan tâm cái việc đó chưa? Các em đã làm tròn cái trách nhiệm của sinh viên chưa? Rõ ràng là một điểm câu hỏi đúng không? Thế là như thế này, liên quan đến việc làm sinh viên trong vòng này thì thứ nhất là trung tâm nghiên cứu và làm sinh viên. Các đề các nghiệp quốc tất cả những báo cáo trong thậm chí là trong vòng 5 năm trở lại các cái báo cáo liên quan các cái hội chợ làm sinh viên chúng ta đã tổ chức để các em sinh viên cũng như tất cả phụ huynh sinh viên và cán bộ thầy giáo có thể biết thông tin nó một cách rộng rãi hơn. Cái thứ hai đề nghị tất cả các khoa quản lý sinh viên các thầy phải phổ biến cái tinh thần của những cuộc họp mà các thầy đã phát ra liên quan đến hội chợ làm sinh viên, liên quan tới công tác tư vấn hướng nghiệp làm sinh viên vân vân về cho các em sinh viên trong khoa, trong nội dung các cuộc họp, trong các nội dung học tuần của các sinh viên, trong nội dung của các tuần sinh hoạt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba đề nghị tất cả các em sinh viên, các em cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm. Bây giờ nói thật là nhà trường chúng ta đang tìm cách tiếp cận một cái thông tin giải nhất nó trên mạng, tất cả các thông tin gì liên quan đến sinh viên nhà trường sẽ cố gắng lên trên mạng và để các em sẽ thông qua các kênh đó các em tìm thông tin cần thiết cho mình. Và như thế thay vì trước khi mình hỏi mọi người, mình hãy dùng hết khả năng của mình để mình tự trả lời những câu hỏi đó trước khi mình hỏi câu hỏi, thì có lẽ tôi đề nghị đây mới là tinh thần của sinh viên. Không biết là các em có đồng ý không? Để đồng ý không được cảm thấy bây giờ em hát thì chắc thì lúc này em hỏi bác câu hỏi thì là mới em cũng hỏi câu thứ nhất đối với phòng trung tâm bên kia, thì câu hỏi thứ hai đấy là đối với phòng đào tạo phòng tài vụ và phòng công tác chính trị học sinh viên, bởi vì năm ngoái có một cái văn bản về cấp phép học bổng ấy, thì ở trong cái văn bản có cái điều đấy là tức là số tiền học bổng sẽ là những cái môn học mà chính được công nhận của sinh viên, thì ở đây là môn học chính được công nhận của sinh viên thì là những môn học như thế nào? Với lại là ví dụ như là đối với sinh viên năm thứ tư và năm thứ năm thì thực tập sản xuất thì có được tính vào học bổng hay không, bởi vì đấy là những sinh viên như bọn em gần hè rồi thì thực tập sản xuất thì vẫn được đánh giá điểm, vẫn được đánh giá mọi thứ, nhưng mà theo các anh chị đã nói trước thì cái thực tập sản xuất này thì lại không được tính vào cái học bổng, thì em muốn tìm hiểu rõ hơn về học bổng chém nhau gần 4 chấm nữa. Thực tập sản xuất thì tại sao không được tính vào cái học bổng bạn không? Lên và câu hỏi cuối cùng thì đấy là như cái buổi đối thoại lần trước thì em cũng đã hỏi thầy An là chỉ có lần này
đà phát về cái vấn đề mà mỗi cơ lý thuyết của một hôm nay thì nó có thể chất tăng từ 2 tín lên 3 tín. Và đấy là cái án của nó là sẽ đà phát lại vấn đề này mà có trả lời trực tiếp với bọn em. Thì chưa có một cái trả lời nào bằng văn bản với bọn em. Đấy là em xin nhắc lại cái trường hợp này, đấy là cái hồ sơ lý thuyết đối với một số ngành, ví dụ ngành nhận xét công trình tăng lúc mà bọn em học thì là tăng là 2 tín chỉ, sau đó thì phòng đào tạo của phòng tài vụ có thông báo tăng lên 3 tín chỉ và mỗi sinh viên phải đồng tiền thêm 1 tín chỉ. Thì cũng như yêu cầu là trước đấy là nếu mà tăng 1 tín chỉ như thế thì phải tăng 15 tiết cho bọn em, hoặc là đã theo biên chế nên đảm 2 tín chỉ thì 2 tín chỉ thì vẫn giữ nguyên 2 tín chỉ để đảm bảo đúng cái khung chương trình đào tạo. Mà tại sao mà tăng 1 tín chỉ mà không, tức là không cùng tiết rồi lại còn thu tiền thêm học phí của bọn em, thì hiện tại câu trả lời này vẫn chưa được trả lời một cách chắc chắn. Nhất là về học bổng ấy thì chúng tôi thực hiện theo quy định của nhà nước, chỉ trả cho những môn học chính, đó là những môn mà nằm trong kỳ học chính của các em, không tính cho học văn bằng thứ hai, không tính cho học lại, không tính cho học cải thiện. Đấy. Còn cái học trước không? Cả còn cái phần về cái môn gọi là thực tập sản xuất, vì thực tập sản xuất của các em sinh viên là không tính điểm và chỉ tính qua thôi. Cũng vì thế khi mà tính điểm trung bình để tính học bổng cho các em ấy, à đúng rồi, để tính học bổng các em ấy, thì là chúng tôi không đưa vào đó vì nó không có điểm. Có điểm mà. Thế là bên thực tập bình thường phải có điểm. Không hiểu là em thế nào? Em thưa thầy, đấy là cái môn mà môn thực tập, tức là thực tập sản xuất đấy. Thì nếu như thế thì em nghĩ là nhà trường nên điều chỉnh một tí, đấy là tức là bởi vì thực tập sản xuất vẫn đánh giá sinh viên là đàng và không đàng. Thì ở đây thì theo em là cần phải điều chỉnh một tí, đấy là những bạn mà đã đạt tiêu chuẩn được học bổng ấy mà có thực tập sản xuất thì đàn thì mới được là công nhận học bổng. Bởi vì như thế thì cái môn thực tập sản xuất thì cũng không được học bổng của bạn ấy trường, thì bạn ấy lại không được học bổng. Mà trong khi đó thì vẫn nộp tiền học phí là 3-9 tỷ như bình thường. Ồ, nhưng mà những bạn cũng được học bổng thì tất cả những cái môn thực tập sản xuất các bạn phải đạt chứ. Đúng là rồi. Làm gì có bạn nào không đạt học bổng. Vâng, thì điều kiện thì có thể là nên bổ sung vào cái văn bản đấy. Tức là có đạt cái môn thực tập sản xuất hay không, bởi vì những như thế là những cái môn chỉ là chính những môn tính điểm và thực tập sản xuất lại không tính điểm. Mà nếu mà đã là bổ sung như thế thì tại sao bọn em đã nộp học phí ba ba tín chỉ của thực tập sản xuất mà lại không được trả học bổng cho bọn em, mà trong khi đó bọn em vẫn đi thực tập, vẫn về bảng về bình thường. Rồi, về ý này cảm ơn em. Cái này thì cũng có thể là các thầy sẽ về sẽ xét lại và sẽ điều chỉnh nếu như kiện nó có lại có cái quy định kinh tế của kinh tế cho nên trả lời em liên quan đến câu hỏi chưa lý thuyết ấy, thì em có thể trả lời luôn đúng các bạn ở đây và với nhà trường là các bạn đã tập hợp cái danh sách tất cả những cái bạn mà học 2 tín chỉ phải đồng tiền 3 tín chỉ gửi lên cái phòng một cửa của nhà trường trước. Cái đây là có đơn để không đào tạo chứ, bởi vì chúng tôi đã chỉ đạo là thì là các bạn học 2 tín chỉ và đồng ba tín chỉ trả lại các bạn sẽ học một gì đấy. Thì là em không nhắc lại cái lần đối thoại lần trước thì em có tức là em đã nộp đơn lên phòng đào tạo ở cái môn cơ lý thuyết, tức là phản ánh lên phòng đào tạo ở cái môn cơ lý thuyết và thầy bảo thầy về sẽ là bắt lại học có bắt bạn cụ thể với bọn em. Đấy là cái cách trả lời của thầy của lần trước, thì như vậy thì thầy chưa trả lời bọn em và chưa hướng dẫn một con văn bản cụ thể nào bọn em và quy trình bọn em sẽ làm như thế nào thì làm sao bọn em có thể biết được ạ. Có cái cơ chế một cửa thì sau khi đó lại gặp ngay cơ chế một cửa để xử lý tất cả các vấn đề đấy cho các bạn rồi, đúng không? Để chuyện một năm trước thì bây giờ em có thể nói chính xác là em sẽ là bao nhiêu bạn đi như nào chính xác cụ thể luôn ngay bây giờ thì em ít nhất là làm ngay thì là công trình của em sẽ là có 101 sinh viên ạ. Rồi, tức là 101 sinh viên đã nộp 2 tín chỉ.
hai tiến sĩ của học học hai tiến sĩ và ba tiến sĩ ba tiến sĩ rồi sẽ học và thành công hai tiến sĩ trả lời hai cái gần hơi quay cảnh đen. Xin chào chị. Để trả lời cho cái câu hỏi của em đang hỏi thì thực ra đấy thì tất cả các bạn đều nghĩ là liên quan đến tiền tức là ở phòng vụ, nhưng mà để biết được đến cái công dụng và vòng tay của phải không thì thấy là đá bóng đấy bò tạo đấy. Thì như vậy là như thầy hiệu trưởng hướng dẫn ấy, thì các bạn là lập danh sách còn về vòng cửa có thấy là vòng tạo sẽ điều chỉnh lên cái phần mềm và khi mà từ mà ba chín tỷ mà trở về thành hai chín tỷ thì đương nhiên cái số tiền các bạn đã đóng rồi con sẽ dư ra và như vậy thì vòng phần đại vụ sẽ lại hoàn trả tất cả cái số tiền mà các em đã đóng thỏa mãn chưa ạ? Rồi vâng rồi. Và những ngày em sinh viên em về hiểu rõ như này không phải là một cái môn học nó chỉ có hai tiến sĩ thôi, chúng ta về nhà trường để thu thành ba tiến sĩ đấy là phải như thế chứ, mà nó vì một cái lý do mà thì đại diện là cái môn đấy nó là ba tiến sĩ thực tế cách trả hai tiến sĩ chẳng hạn, và nó còn thừa một tiến sĩ nó lên nó thì nhà trường sẽ trả cái bây giờ về về ba để phải tính toán hơn em. Thứ nhất là trả lời em thế này, thứ nhất là tôi cũng ý kiến này chắc chắn đi là sinh viên K55 vừa rồi chúng tôi đã thực hiện một số các vấn đề liên quan đến quy chế. Đây chúng ta xin phép là nếu thực hiện theo đúng quy chế thì chắc chắn là chúng tôi làm thực tế. Nhưng mà từ chỉ đạo của ban giám hiệu thì chúng tôi có phải phân tích một số vấn đề. Mà những cái vấn đề đó thì nếu như mà chỉ sửa quy chế ngay thì chắc là sẽ khó khăn. Thế thì chắc chắn là trong tuần tới là phát lại và làm lại phần kinh tế và lợi kinh tế. Tôi lấy ví dụ như này. Thứ nhất là sinh viên các em năm cuối thì nhà trường trong kinh tế quy định là sinh viên còn nợ hai học phần của hai kỳ cuối mục mới được đi thực tập sản xuất công nghiệp. Thế nhưng mà tạo ý kiến nhà trường vẫn kiểm định cho các em là chỉ nợ hai học phần. Đấy là nếu có lương về kinh tế thì chắc chắn các em này sẽ không được. Đấy là cái thứ hai liên quan đến môn cơ học kết. Thứ nhất là liên quan đến chương trình đào tạo, tôi vẫn nhắc đề nghị các em hiểu rằng chương trình đào tạo là phòng đào tạo thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, còn tất cả các chương trình đào tạo các hệ đào tạo này phải có khoa trở lên, các bộ môn trở lên. Do vậy ở đây nếu các em thực hiện theo nguyên giáo 2009 là hai chương trình thì chúng tôi sẽ xét các em là đúng là hai chương trình. Và như vậy là vừa tiền thì được và hoạt động phải trả các em. Còn nếu em nào mà đăng ký theo kiến giá 2012 mà có một môn đăng ký sửa 3 chứng chỉ thì các em chắc chắn là cần phải sử dụng đúng là 3 chứng chỉ. Bởi vì lúc đó xét tốt nghiệp nó sẽ thiếu chứng chỉ cho các em. Thế nhưng nếu mà cứ phải đòi rồi. Được nhận được cho phép vì cái chuyện này thì chắc chắn vừa rồi chúng tôi cũng đã đẩy đến ngày trang kỳ 3 bây giờ 2 kỳ là trong những điều đó các khoa sẽ định đó số sinh viên đó là và nếu các em đề ra và các khoa có ý kiến thì chúng ta trình hiệu trưởng và trường sẽ xử lý. Ví dụ vẫn công nhận các em khi chuyển sang không phải là ví dụ 2012 chuyển sang là 2009 nếu các em có nhu cầu hoặc là các em chuyển sang 2012 thì lúc đó cái việc xử lý đó là một số tiêu chí đó có thể là liên quan đến công nhận hay không công nhận cái việc là tiền đó thì đúng chắc là cái này đề nghị là em rồi có ý kiến thắc mắc ấy thì đề nghị là chắc đấy là một lớp của em đúng không, nếu đấy chắc là một lớp này thì đề nghị là các em đăng ký với các em nếu chúng ta đăng sáu thì các em chuẩn bị ra trường nên đăng ký xem là gì vừa rồi chúng ta em nào đăng ký theo kiến giá 2009 và khi nào đăng ký theo kiến giá 2012 thì lúc đó chúng tôi sẽ xin ý kiến của các bạn cụ thể. Và tất nhiên là phòng khi điều chỉnh coi kiến chắc chắn là phòng phải một cái sẽ xử lý theo đúng quy định của mình thì là thì em cũng xin phép luôn đấy là bây giờ thì em cần một cái góp được là đối với môn lý thuyết thì bọn em phải làm như thế nào để nhận ra được 150.000 tiền môn tín chỉ đấy.
đấy là những cái điều mà thắc mắc trực tiếp đối với sinh viên của ngành kiến trúc công trình của em. Đấy là bây giờ là em bây giờ không gửi năm ngoái trực tiếp phòng nào nữa mà là nhờ các thầy trả lời. Em khác trả lời em thôi này. Thứ nhất, chúng tôi cần phải danh sách tất cả các em đã nộp tiền 3 tiền chỉ một cơ lý viết mà học 2 tiền chỉ. Trong đó giải thích rõ và trung thực khi đăng ký môn học em đăng ký theo cái nguyên giá nào và sau đó em cứ gửi tên lên tôi để nhận chỉ được chưa? Nhưng rõ ràng các em phải nhớ tức là chúng đăng ký theo nguyên giá nào là trong cái bản danh sách của các bạn một. Nên rất là đơn giản, không có cái gì phức tạp trong cái chuyện này cả. Thì em ở lớp trưởng em phải kiểm tra làm hết thẳng danh sách cho các bạn, nhưng mà có rõ ràng cụ thể đã học hai tiền chỉ sao phải đồng tiền ba tiền chỉ và đăng ký theo cái tháng nào. Không thì em cũng chia sẻ luôn với tất cả mọi người đấy, sinh viên năm sáu thì là cái khung chương trình đào tạo lúc ban đầu vào là theo nguyên giá 2 năm 9. Tuy nhiên lúc mà bắt đầu từ năm học kỳ 2 năm 2 thì là đã bắt đầu các sinh viên ở đây là tự động hệ thống trang web của nhà trường chuyển sang nguyên giá 2012, chứ không các em lúc đấy lại không được quyền lựa chọn nữa. Ví dụ em ví dụ luôn một cái môn học đấy là cái môn điện trắc nghiệm phổ thông đọc bên đọc thực tập, mà trước đây theo nguyên giá 2009 của nó là chỉ là một môn 3 tiến chỉ, nhưng mà sau khi là đến học kỳ 2 năm thứ 2 của ca năm 6 thì lại chuyển sang là thực tập phổ thông riêng 2 tiến chỉ và thực tập phổ thông nhất diện phổ thông 1 tiến chỉ và đắc diện phổ thông 2 tiến chỉ. Như vậy thì bọn em có quyền lựa chọn nguyên giá nào hay không? Đấy là hệ thống nhà trường được áp đặt cho bọn em là đang theo nguyên giá 2009 này chuyển sang về 2012, và như thế thì mới xảy ra cái hiện tượng đấy là môn cơ lý thuyết học kỳ 1 năm 2 năm thứ 2 của bọn em. Tuy nhiên thì sẽ đến học kỳ 2 sẽ tự nhiên có một cái thông báo là bọn em phải học thêm một tiến chỉ. Đấy là em trình bày rõ cái trường hợp của bọn em là như vậy. Cái này thì nó phải giải thích cho các bạn có thể nhiều bạn là không phải cả năm 6 còn sẽ nắm được cái này. Tức là rõ ràng trong cái sự chuyển đổi từ kỳ 2009 đến 2012 thì với những chỉ đạo của nhà trường trong giai đoạn đó thì có nhiều bộ môn là có sự thay đổi quá lớn mà chưa đi sát vào đấy, và chúng tôi cũng đã gần dần chỉnh sửa. Như năm ngoái các năm năm đã tốt nghiệp, chúng tôi giả soát bằng tay từng trường hợp một để giải quyết tối đa tất cả cái ưu điểm gọi là quyền lợi của các bạn. Vì năm nay tương tự như vậy, từ đầu tôi đã nói rồi, cái mua pháp luật đại cương của sinh viên ca năm sáu và đào tạo đại học cũng sẽ giả soát lại hết tất cả và từng trường hợp một sẽ giải quyết cụ thể cho các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm với sinh viên ca năm sáu, chỉ có một điều là các bạn tự học bao nhiêu tiến chỉ các bạn phải tự biết tầng đến quý được còn bao nhiêu để các bạn phải tốt nghiệp ra trường. Chứ tránh cái việc là bây giờ tôi chỉ đặt một câu hỏi ngược lại thôi, bây giờ các bạn đã nộp 3 tiến chỉ chắc chắn nhà trường sẽ trả lời một tiến chỉ của bạn bất luận đến trước khi bạn tốt nghiệp, đúng không ạ? Nhưng liệu trong 121 bạn đấy thì có bạn nào lại nói là em đã nộp 3 tiến chỉ rồi, bây giờ tiến chỉ của em là 161 tiến chỉ, thêm một cái đấy cấp 2 tiến chỉ để em phải tốt nghiệp, đề nghị các thầy phải dạy em làm biết không? Em bao giờ đặt trường hợp với mình tất cả các bạn phải hiểu là hơn 2 vạn sinh viên và chúng tôi có thể nói ca 56 của các bạn là bao nhiêu, tính ra là 4-5 nghìn sinh viên, đúng không? Để mà giải quyết tất cả về các trường hợp là chúng tôi đều giải phát hết để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bạn. Thế nên trường hợp của những công trình nó chỉ là một cái trường hợp rất nhỏ, và đề nghị bạn làm cái danh sách đấy gửi lên trên trước mặt tôi. Các bạn cũng không cần phải có phòng đào tạo một trường hay là phòng tài vụ gì hết. Lý do cụ thể tất cả những cái đấy thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại đúng chính xác và phát lại và làm tất cả một cái tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể ra trường. Em xin có câu hỏi ạ. Mẹ nói cho anh đi. Em có một ý kiến liên quan đến học đào tạo, nó khá là lâu rồi nhưng mà có lẽ là mới cho các bạn sinh viên ạ. Đó là liên quan đến môn khoa học chung của một ngày có ở là 2 lớp thì một lớp dưới em sẽ sinh viên thì hủy ạ, còn lớp em thì đủ lớp thì không hủy ạ. Nhưng mà hiện tại thì bọn em đã đến lớp 3 tuần nay rồi, phải thưa một giáo viên. Cái đấy thì thầy đạo cũng đã giải thích cho em là sẽ giải quyết giáo viên theo trường hợp giống nhất, nhưng mà hiện tại thì đấy là lớp thầy trò là không có một nhóm trưởng hay là ai đứng ra cả. Thì hiện tại giả sử mà có giáo viên đến thì bọn em sẽ làm cách nào để
biết là giáo viên đến bao giờ nào. Như em không học cô bê, à em học cô bê thì sẽ sao? Những bạn học qua thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đi lại. Em muốn hỏi là khi mà gặp giáo viên thì bọn em sẽ làm cách nào để liên hệ với giáo viên đến biết nào, đến giờ nào để bọn em đến thời gian? Không có thời gian đến lớp, sau một ngày đợi trường giáo viên một tiếng. Mời đề tạo. Như vậy là có hai nhóm sinh viên học sinh công, và tôi nhớ là phòng đào tạo tập hợp được khoảng 40 sinh viên. Thì hôm trước tôi đã trao đổi với cô Phương, trưởng môn ngoại ngữ. Thì cô Phương đã có ý kiến để mời giáo viên. Thế thì tôi có ý kiến với Đức Ích là tạm thời cái tuần này các em sẽ nghỉ. À, còn khi có giáo viên đến giờ 4 giờ thì bây giờ cụ thể là chắc là tính được xin chỉ điện thoại của em, và đề nghị là em cho tôi số điện thoại và trực tiếp là tôi sẽ có ý kiến liên hệ với em để để em. Thế còn lớp em sẽ cho một số là thứ nhất là em học ở quê này, lớp ý thì trên danh sách cũng có rồi, không tin cái giờ đó. Chỉ có cái khó khăn là hiện nay là đối với giáo viên thì là cô Phương có hứa là trong tuần này sẽ báo với giáo viên. Đấy, thì tôi sẽ nếu như có giáo viên thì tuần sau chúng ta sẽ học, và chúng tôi có một cái lịch này là ưu tiên các em, để cho em là một tuần có hai tiết rồi, một tuần có hai tiết rồi, do đó sẽ ưu tiên các em để các em sẽ học như thế nào, nên là sẽ là đáp ứng nhu cầu của các em cần đến ưu tiên với giáo viên như vậy. Thì em cho tôi cái số điện thoại, thì các em cho tôi số điện thoại của em và tôi sẽ liên hệ với em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn em bây giờ em có nói là em chỉ là một sinh viên lớp tự động, em không phải là nhóm trưởng, cho nên là em nhận cũng luôn không đi. Biết làm cách nào, và em cũng không có quyền hạn gì để là thông báo với tất cả các bạn sinh viên lớp. Và ngay tuần trước em đến thôi thì ngoài em ra chỉ có một bạn sinh viên nữa, còn những các bạn đã bỏ hết thì em cũng biết là làm cách nào để thông báo với các bạn đến lớp và giải quyết những thứ gì còn phải làm như thế nào. Có lẽ này nếu hủy thì các em không phải lo cả, hiện tại nhận cho hủy thì nhận được sẽ hoàn toàn bằng mặt các em tất cả những học phí của em nhé. Thế còn hiện tại là chúng tôi cố gắng là gì, thì là cái lớp đầu tiên là các em về trong lựa chọn thuê để nhận trường là tính chung. Đấy, nên là chúng tôi muốn cố gắng là để làm sao để mở cái lớp này, đấy là tính nhu cầu của em, chúng tôi cố gắng. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái lớp đó thì nó sẽ xem cái sự không hiểu lớp đó, và chúng tôi cũng đang một số các thầy đang dạy công nghệ thì chúng tôi trực tiếp có cái thông báo cụ thể và các em bằng văn bản để các em có thể nắm được. Không phải là rất nhiều đâu anh. Trời đâu ra. Trời đâu ra. Chúng ta đầu tiên thì em xin phép chào tất cả các thầy và các bạn trong có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Hôm nay đến với đại học thì bị đối thoại sinh viên với lại các bạn trường, thì em xin có hai câu hỏi. Thì đến lấy từ sáng giờ thì mọi người chủ yếu tập trung quay quanh về cái vấn đề đào tạo và cái ở Việt Nam. Còn em thì hôm nay em đến em có hai câu hỏi chia sẻ với lại tất cả các bạn, và mong các thầy cô giáo trong nhà trường cố gắng giúp đỡ em. Cái thứ nhất là về cái phong cách tiếp xúc của sinh viên với lại các cán bộ trong nhà trường. Cái thứ hai là về cái cơ sở vật chất của nhà trường dành cho sinh viên đi học. Thì là cái vấn đề đầu tiên thì em xin trình bày như sau. À, ở đây có bao nhiêu các bạn là đã lên phòng đào tạo rồi, tự tay lên mình nhau đã lên trên phòng đào tạo rồi, trên này tất cả mọi người đều lên hết cả. Mọi người cho mình biết là phong cách ở đấy giữa các thầy cô trong phòng đào tạo và sinh viên như thế nào thì mọi người cảm thấy tối rồi thì vừa rồi như trong trường hợp của lớp em là em lên trên phòng đào tạo và trên khoa giáo dục có một điểm môn thêm bằng mỏi. Mặc dù bọn em đã khi đọc thiết môn từ hồi tháng cuối tháng 5 bắt đầu tháng 6, thế nhưng đến bắt đầu sang học thứ 2 của năm học mới này, 2 tuần rồi bọn em vẫn chưa được vào điểm. Mặc dù nên có kiến nghị giữa phòng đào tạo và khoa giáo dục, thế nhưng mà trên khoa giáo dục bảo đã chuyển xuống phòng đào tạo rồi, phòng đào tạo thì bảo là chưa nhận được. Các thầy cô giáo vẫn đổi vòng vo cho nhau, bọn em vẫn là người điều kiện. Cái thứ hai là cái phong cách vào
và khi em vào hỏi phòng đào tạo thì na cái ánh mắt nó không được gọi là thiện cảm cho lắm, cái xử sự nó không đúng là trong môi trường đại học. Thành ra em thấy nếu mà đại học như thế thì như thế mày là rất phản cảm, mà cái công việc như thế là mọi người cái công việc đấy không ai ép buộc phòng đào tạo không ai gì đấy. Nếu mà người ta không chấp nhận được cái mức kia của công việc ấy, người ta hoàn toàn có thể nghỉ việc để cho người khác còn làm, không ai ép người ta. Nhưng mà bọn em là rất là xúc. Cái vấn đề thứ hai là bọn em như ca năm 6 vừa rồi, bây giờ là đang học bên B, thì có nhà B, nhà A và nhà D. Bên nhà A rồi. Một trời cũng ngơ 2 tiếng hồ bọn em đi vào, các thầy đi vào, ngồi trong lớp, cả lớp, các thầy cô giáo đi vào. Giày cái này nhất của các thầy cô giáo phải trách đi vào em không có sai. Vào một số phần nước, đến cái cơ sở học như thế thì bọn em thấy chất lượng đào tạo chắc chắn là không thể nào đảm bảo được cái cơ sở như thế. Cái thứ hai là về cái tham gia kiện đó, mỗi học buổi tối mà quạt cái này cái bóng đèn ấy, xem nó được cùng với nhau, quạt quay thì bóng đèn nó sẽ xuống lên trên xuống ấy, nó cứ quay hay quay, thành ra bọn em không thể ngồi được. Đấy là bọn em có hai câu hỏi đấy, và em có chia sẻ mới cảm xúc của em về trường đại học địa chất. Thì vào trong môi trường đại học này thì ai học trong trường đại học địa chất thì cũng có một cái niềm hào riêng về môi trường của năm học. Thế nhưng mà ở đây các bạn thì cũng trong trường đại học địa chất đấy thì cũng biết là đã mọi người thì bàn tìm hàng trường đại học địa chất thôi, bảo là tôi cho em mình muốn học trường đại học địa chất luôn, vào trong đấy chán lắm, vào trong kia nữa mất tương lai của các em đi, chỉ cần một trận mưa các anh sẵn sàng là chế ảnh nào thì các em tắm ở ngoài cái cổng này, nào thì cá voi thì các biết ở trường, các bạn đây chắc chắn là biết rồi đúng không? Thế K6 là K60 đằng sau là tám vào nữa, K61 từ trước bài sau thì xin hỏi là ai là trường phải có chân đó. Cái cơ chế truyền thông tốt nhất là mọi người về tuyên truyền với lại con anh chị em học là những người thân của mình, cái đấy là phương tiện tốt nhất. Thế nhưng mọi người toàn có tìm hàng nhau như thế thì chắc chắn là sinh viên chủng mỏ sẽ càng ngày càng đi. Thế nhưng mà ngược lại, sinh viên tìm hàng nhau như thế cũng không phải là một cái điều thì là xa trái. Bởi vì sao? Bởi vì cơ sở vật chất của trường mỏ đang hỏi đến chất kém. Cái thứ hai, chất lượng đào tạo và cái ứng xử của giảng viên với sinh viên kém, thành ra là một mới có những cái bức xúc của sinh viên làm ra như thế. Thế thấy không? Em có ý kiến phản với các bạn xin chia sẻ. Ông nghe chưa? Ở đây thì các thầy cô và mọi người cũng vừa biết đấy ạ. Em nói ứng xử mạng mình khá là đá mà. Tôi nghĩ là nói được phòng đào tạo là một cái vấn đề hot mà hầu hết là trường nào cũng vậy thôi. Bản thân em cũng khá là tưởng bình thường không có đơn từ hoặc là tiền đồng của một lớp, em có khó với người em có thể tối với mọi người rồi nói gì đến phòng đào tạo hàng ngày tiếp đến 2-3 sinh viên liền, và các sinh viên đến đã hầu hết các bạn đã tìm hiểu ứng dụng về các bạn không, hỏi đến con của anh cũng cực, hỏi đến các bạn có thể là chương trình họ đã được, bởi vì họ tiếp rất là nhiều sinh viên về những cái vấn đề rất là giỏi hơn, và nó là giỏi hơn ở cái mức là các bạn còn hỏi những cái đề mà rõ ràng là có công văn cứng rồi, có thông báo cứng rồi, các bạn không chịu đọc, các bạn không chịu rõ mà các bạn hỏi những cái vấn đề, tức là như thế là bản thân các thầy tiếp rất nhiều sinh viên phục vụ rất là hiển nhiên thôi, các bạn phải tự đảm những phần mình. Các bạn đừng làm anh cùng bạn ký nữa, lên trên lại tìm cơ để làm gì. Một khi mà các bạn đã không có hợp ở trường này, các bạn có thể làm gì. Chứ đừng làm anh cùng bạn ký phải lên theo sao rồi mà tưởng tượng, điều đó là không hay. Còn đứng ở đây, chúng ta là sinh viên trường đại học có đến chất. Vấn đề mà thằng bạn đã bạn thôi, chương trình chi tiết này cũng vai, bạn đã có đâu. Nhiều lúc các bạn cũng đã bắt đầu, các bạn nói gì đến chúng ta, cả một trường đại học bắt yêu người. Thế là mình thấy những cái chúng bạn nói, nó cũng thực sự hay lắm. Không nhất thiết là phải nhận được những sự vỗ tay mà mọi người ao ra vỗ tay của chúng con, đó là một cái điều mà cả bạn chỉ dùng chung trường đại học đến chất. Ở đây chắc có lẽ không biết có bao nhiêu anh cùng bản tính. Bởi vì bản tính tôi có đem cái mạng, có thêm thông tin cho bạn nói về cùng họ. Và thực sự đấy là điều đáng buồn. Buồn ở đâu? Buồn về ý thức của các bạn. Bây giờ tôi chỉ nói lại hai cái ví dụ mà bạn vừa nói. Cái thứ nhất là
liệu các bạn đã đọc hết tất cả những quy định, đã hiểu hết tất cả những cái mà mình được quyền làm, được quyền nói, được quyền thắc mắc trong việc hỏi chất hay chưa, trước khi em học khảo sát. Cái thứ nhất, cái thứ hai là với cái phát ngôn vừa rồi tôi rất buồn của nhà hàng hỏi chất. Bây giờ tôi chỉ nói là nếu bây giờ chúng ta có một cái chương trình thử một ngày làm nhất thiết vào cả đạo đại học, xem các bạn có dám ngồi ở đấy, xem các bạn có đủ chịu cái áp lực ở đấy được hay không, trước khi mà các bạn đặt những yêu cầu như vậy. Còn tất nhiên nhà trường cũng đặt điều kiện tối đa và các thầy các cô cũng đặt điều kiện tối đa. Nếu các bạn so sánh, không biết là em là năm thứ mấy rồi, em so sánh cả các chặng đường và từ lúc em đặt chân vào trường mỏ cho đến bây giờ, với tất cả những cái ở phòng đào tạo chúng ta đã làm được nó như thế nào, cái đấy là cái mà các bạn phải nhìn vào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói về cái chuyện mà khu không, em đi đăng ký chưa đấy à, về hơn 5 triệu, tức là cái khu đấy không luôn, là cái khu mà các bạn phải nhiều quá nhanh nhất cái nhiều quá nhanh ngừng tất cả lâu đây tôi cái này ra thì cái nét vào cái mà nói đến đây đúng không, đồng ý là trong khu đó chúng ta bây giờ vật chất còn nghèo nàn, nhà trường quan tâm rất tốt cho các bạn, trong khu B các bạn nhìn thấy nó khác khăn như thế nào, từ ký túc xá, từ nhà sinh viên, từ giảng đường, từ khu đó đến sạch bách, các một năm vừa qua thay đổi như thế nào, cái đấy là đấy người ta lại không nhận tích lũy tiến lâu lâu, hay các bạn chỉ nhìn thấy một con sâu, và các bạn là nguyên cả cái nồi chanh toàn sâu cả. Tiếp theo cái câu mà bạn nói tiếp, tôi đồng ý, chuyện dân chủ là dân chủ, chuyện các bạn đừng phát biểu, đừng phát biểu, nhưng mà phát biểu đúng. Cái chuyện ở trong quê, bạn nói là chính vì cái nhà như thế, thầy thì phải bỏ giày ra, đi đội vào, đây là các bạn vân vân. Thì chất lượng giảng dạy nó ra đâu, thì tôi chỉ nói ý thức rồi, các thầy mà đã vào được như thế, vượt khó khăn để vào dạy với các bạn. Tại sao các bạn phải làm quy nạp cái chuyện chất lượng đào tạo? Chất lượng đào tạo ở đâu? Ở người thầy và ở người trò. Vậy thì cái đặt điện thoại ở người trò các bạn đã làm tốt cái đấy chưa? Cái thứ ba, trong cái vừa rồi các bạn có nói về Phan Thế Đức thì có thầy Ngọc Anh ở đây. Thì chắc chắn vừa rồi nhập điểm vào phòng đào tạo đại học là chúng tôi đã có cơ chế nhập điểm online của các thầy. Cho nên tôi không biết chính xác cái môn đấy là môn nào của thầy nào thì bạn có thể nói rõ. Và quy trình nhập điểm rõ ràng là phòng đào tạo đã nói rất rõ cái quy trình nhập điểm rồi. Thì có thể nó sẽ là một cái điểm nào đấy mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm. Ví dụ như là nhập điểm online. Nhưng mà khi mà các thầy đưa vào cái file Excel của tất cả các thầy tuần tôi cũng phải quan trả lời cho các bạn về cái nhập điểm của các học kỳ vừa rồi. Em thưa thầy là cái môn đấy là môn phê bản bỏ do thầy Phạm Văn Hùng đặt ra ạ. Thì môn đấy em cũng quan hệ quan hệ lực đến 3 lần. Thì em lên trên đấy hỏi xin qua các thầy cô đã gửi điểm xuống phòng đào tạo chưa, thì các thầy bảo có gửi rồi, em cứ về đi yên tâm. Nhưng mà sau thời gian chờ đợi của em đến 2 tuần sau và em vẫn chưa được vào điểm. Xong em lại lên trên phòng trên khoa điện dung, em nhờ các cô trên cô huyện khoa điện dung gửi bản điểm xuống. Và cô đúng là cô có bảo là em ngồi đây cũng được xem. Em ngồi em chăm cô cũng được thật. Nhưng em xuống phòng đào tạo em hỏi thì người ta trả lời là bây giờ các thầy vẫn chưa nhận được điểm. Thì em lại đi về, sau đến lần thứ ba em lên, em có mặc công thương ở đây. Em hỏi cô bảo là bây giờ em thì bà như thế em biết ơn ký gửi phòng đào tạo và ký gửi vào bên ban thanh tra nhà trường. Thì đến khi cô thương vào ban thanh tra nhà trường vào thì phòng đào tạo vẫn bằng là chưa gửi được. Mà trong khi của em lên điểm nó cũng được đào tạo hết, còn gì mà trên trang của em thì chưa có, nhưng của phòng đào tạo thì lại có rồi. Thế mà trong khi của em thì sắp tới như qua họ thì đồng thanh theo bảo là đã triển khai là cách đây là hơn 1 tuần gần 2 tuần rồi mà bọn em vẫn chưa được vào điểm, thì đó là thành quyền lợi của em, bọn em xin các bên phòng học tạo vào điểm. Thế nhưng mà đến hôm đấy thì em đến tiếp bằng thông tin ban thanh tra nhà trường vào thì người ta mới trả lời là bây giờ em cứ về đi, ngày mai thì em sẽ có điểm. Mà sau khi bọn em biết thì nhà trường thì sau khi học sau khi thi thì là biết là 1 tuần hay là 2 tuần đấy là thầy bên thầy có trách nhiệm gửi điểm xuống bên lên các phòng qua và các phòng qua gửi xuống phòng học tạo. Thế nhưng mà khi đấy là từ hồi tháng 6, từ 4 đến 5 tháng 6. Thế nhưng mà đến sau 2 tuần đầu tiên của năm học vừa rồi bọn em mới được vào điểm, thì không hiểu là đấy là do có nguyên nhân công mạng hay là do như thế nào ạ?
xin hết ạ. Ngồi vào đây, mỏi tay rồi. Xin trả lời em về cái phần điểm sao? Sau khi đi dạy tuần công tác tiếng Việt, tôi cũng phổ biến cho các em. Điểm của các em không phải là cái điểm môn nào các em chắc đánh đồng nào cả. Về điểm có 4 đơn vị nhỉ? Khi cho thầy cô đứng sau, thì cô có 4 bảng điểm. Bảng thứ nhất gửi cho các em, bảng thứ hai gửi cho khoa, bảng thứ ba gửi cho phòng đào tạo, bảng thứ tư gửi cho tại của cô đấy. Phòng đào tạo thì lưu trữ cái điểm, còn điểm của các em là ai nhỉ? Là các thầy cô của các khoa, các phòng khoa đến nhỉ? Nhập xong mới gửi về phòng đào tạo. Nên những cái sai sót gì, kinh nghiệm có thắc mắc các em trong phòng khoa. Học sinh thầy cô dạy trực tiếp em thì các bạn được gì? Các em không phải chạy vòng vòng quyền lợi của các em, các em chọn kỹ. Các em trong tổng tuần của các sinh viên chúng tôi cũng nói là các em điểm như thế nào, được nhận ngay từ thầy cô. Khi thắc mắc về sai sót do khoa nhập thì các em nên văn phòng khoa thắc mắc. Phòng đào tạo cũng trực tiếp sửa điểm cho các em vì điểm do các thầy cô chấm ra. Khi chúng tôi muốn sửa, chúng tôi phải gọi các thầy cô xuống gọi đến văn phòng khoa xuống. Sự lý do nhầm rồi mới sửa như thế nào. Đấy là một số cái thông tin thì tất cả các bạn sinh viên đều hiểu biết. Chứ không phải các bạn cứ nào mà tôi không thể xử lý được. Xin hết. Nhưng mà các em mùa là cũng là nêu vấn đề rất tốt, những trạch trung lập đúng không? Và thứ hai là những cái gì mà nó tác cường với em nhất đúng không? Alo, em xin kính chào tất cả các thầy cô và các bạn có mặt trong trường. Em tên là Trần Bá Tơ, hiện đang là một sinh viên lớp bị của nhóm 6. Em có một câu hỏi về phòng lập dạng như sau. Lớp em thì có một số bạn chưa thành môn cơ học kết cấu và lý thuyết đất rồi. Thì vừa qua bạn có tập hợp nhau lại và làm đơn gửi đơn để xin mở lớp ngoài. Nên bộ môn thì bộ môn đã xác nhận cho phép mở lớp, nhưng mà khi gửi là qua cái bộ phận thì kết quả trả về là không được phép mở lớp. Và ngay sau đó thì chúng em đã nên hỏi trực tiếp về bạn thì thầy có trả lời là không được mở lớp, nhưng mà không giải thích lý do sao. Bọn em thì là sinh viên năm cuối rồi thì hai bọn em sẽ đi thực tập liên tục và sau đó về làm đồ án. Nếu mà không hoàn thành cái môn này thì sẽ không đủ chuyện đi thực tập và không đủ chuyện làm đồ án, tức là đồng nghĩa việc không được ra trường kỳ hạn ấy. Cái môn này thì chỉ có lớp em, mình lớp em học trong trường có mở lớp trong kỳ 2, mà chúng em bắt buộc phải hoàn thành trong kỳ 1 này. Vậy chúng em rất mong phòng học giảng tạo điều kiện giúp đỡ chúng em một lớp để hoàn thành cái môn này để có đủ điều kiện đi thực tập và làm đồ án. À, tôi xin trả lời câu hỏi của em. Thứ nhất là theo quy định của nhà trường ấy là mở lớp là theo đúng kế hoạch. Ví dụ chúng tôi đã mở vào lớp học kỳ phụ, tất cả các em phải đăng ký vào kỳ phụ. Cái thứ hai, thời điểm mở lớp thì chúng tôi có cái giới hạn, không phải lúc nào phòng đào tạo cũng mở lớp cho các em theo các nhu cầu. Đến giờ phút này thì chúng tôi chỉ đạo phòng đào tạo hiện nay chúng tôi chuẩn bị công tác xử lý do không mở bất kỳ một lớp nào. Tất cả những em sinh viên năm cuối nếu có vấn đề gì thì đầu tiên phải có ý kiến chuyên khoa. Chúng tôi sẽ làm việc với các khoa, không làm việc trực tiếp đến các lớp sinh viên. Đấy, chúng tôi đã có quy trình làm việc với các khoa. Nên em có ý kiến gì thì đề nghị em phải làm việc với các khoa nhất. Các cái lớp học bổ sung bây giờ thì theo em thì là chúng tôi vừa nói rồi, sinh viên năm cuối nếu vẫn là hai phần vẫn được ý thực tập vấn và thực tập tốt nghiệp. Sau khi em về làm đồ án, trong giai đoạn làm đồ án thì em trả nợ. Khi trả nợ xong mới được bảo vệ, thì đấy là theo quy trình. Còn tất cả những trường hợp mà các lớp các em có vấn đề gì thì các em phải làm đơn và gửi cho đầu tiên là bộ môn để bộ xác nhận. Cái thứ hai là khoa. Và chúng tôi hiện nay chúng ta phân cấp đề nghị là các em cũng hơn lên, đề nghị là các lớp không nên làm việc trực tiếp với phòng đào tạo. Đầu tiên các em phải có khoa, có khoa sẽ bị đứng khoa. Chứ không phải là các em đứng lên trên phòng đào tạo là các em. Thì cái khi mà công bố mở lớp thì lúc đó là các em sẽ lên phòng đào tạo. Còn khi hết thời hạn đó thì các em không lên. Bởi vì chúng tôi không thể lúc nào cũng mở lớp cho các em. Thì một ví dụ này cho các em biết, có thể có những lớp học của các em năm cuối cái kỳ đó đến sang kỳ tiếp theo cách thì một năm nữa thì các em mới học, mới có môn học học. Thì lúc đó có ý kiến của môn với cái phòng khoa, chúng tôi sẽ đi nhà trường. Lúc
đó chúng tôi sẽ có cái coi tiếng là có mở không, thì đây là em phải lưu ý chuyện đó, chứ không phải là các em cứ lúc nào lên em nên là tôi hỏi rằng là năm nay thì bọn em cũng có lên đầu môn xin ý kiến vào đầu môn thầy của năm tập là bằng năm đơn và bạn cũng xin mở đơn, thì khi nghe vừa rồi chúng em có năm đơn nhưng mà bạn lại không chấp nhận được mở đơn, và bây giờ sang kỳ một thì chúng em cũng năm đơn mà không được chấp nhận. Chị có em này này, không vào, em làm đơn là không mở lớp, bởi vì chúng tôi là mở lớp em đăng ký nhá. Mở lớp em đăng ký. Và em là có cái đăng ký là gì? Là khi đăng ký học dịch vụ ấy, là thứ nhất là các em phải có cái đăng ký thực tiễn đúng không? Trong cái lời này, cái môn này chỉ có một mình các em học, nên là chỉ có khoảng hơn chục bạn học được. Đấy, vì các em là số sinh viên rất là ít, trong một trình trường thì cái số lớp ít như vậy là không mở lớp. Thế còn bây giờ, chúng tôi vừa nói rồi, tới nếu là tháng năm tức là kỳ tháng năm mấy em có cái buổi này thì em đi làm việc với quạt chứ đấy là chúng em không bây giờ tôi nói chuyện bây giờ cho em học nhá, các em tới đâu không có gì bình thường nhá, nếu các em bây giờ là hai phần cũng không kịp thời gian rồi bọn em thì bọn chúng em không chúng tôi không vui mặt thế rồi nhá, các em vẫn cái điều kiện cập rất là bình thường, chứ không thể là vì các em là cái lọ mà là chúng tôi phải mở lớp cho các em, bởi vì đây tất cả học sinh liên quan tất cả các lớp khác. Thế thì vẫn có những em có thể vì chúng tôi chúng em cũng ra được trường để gây nhiều khó khăn cho một em. Rồi các em là này, tôi xin không nói về chuyện kinh doanh em nữa, thì chúng tôi đang thực hiện theo quy định của nhà trường. Rồi, thì còn đấy có gì thì em phải làm đơn với có cái bộ môn và khoa. Còn đây này, em cũng không thể mở lớp được. Cái này không, cái bạn nào đến thì mình phải xem cái kế hoạch và đi thực tập. Các em mong mong có thể thực tập cái bác này được không? Bởi vì các em có sức nguyện vọng là phải được vào với cô Vinh Ngô đúng không? Cái gì đồng ý phải được cái này, phải được cái kia. Nhưng mà rõ ràng là trong cái quá trình học tập là cũng phần lớn là lỗi của mình rồi. Cũng là do mình thấy lỗi của em còn kỳ nữa, còn thời gian thì em chỉ... Rồi, chúng tôi cũng rất hiểu điều đấy. Chúng tôi rất hiểu điều đấy và đây có thể biết ở đây là chỉ mang đồng ý. Thầy sẽ cố gắng làm sao làm việc với cả các bạn là làm sao hài hòa nhất với tất cả cái đấy, rồi lại có những cái mà bất cả càng các bạn thấy bác Hồ nói rồi đúng không, muốn để ban chè bố chè đừng rửa mặt, muốn để rửa mặt thì nhớ ban chè, lúc mà bạn đi thực tập ở trong kia làm sao bạn vừa học ở ngoài này nữa, thì bắt buộc nó phải có những khoảng thời gian khác nhau, thì cái đấy là cái thầy ở cùng luôn có thể cố gắng làm sao làm được cái thứ nhất là các bạn. Để mà có thể khi mà nhà trường tạo điều kiện ra mở lớp thì lúc đấy các bạn lại có mặt ở Hà Nội để học, chứ không phải là các bạn đang ở trong đầu thực hiện về số bên rôm. Đấy thì cái đấy là chắc chắn thì rõ hơn cái quy trình và cái tập của các bạn. Vâng, cái này thì có lẽ là phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Và cái này trước tiên là tôi bây giờ đây là hỏi các em là về cái môn này của các em nó không phải là môn chuyên ngành mà khoa quản lý, không phải của môn như vậy trường kỹ thuật công trình quản lý. Và hôm nay thì em ý kiến ở đây thì tôi cũng hỏi thành viên là trực tiếp phụ trách cái mạng của tập đoàn thì thực tế cũng như thầy giáo viên tôi biết là chưa nhận được cái thông tin nào về trường hợp này. Cái trường hợp của em đây là cái môn học này là thuộc quản lý của khoa thứ bảy đúng không? Tức là cách đây cái thời gian lẽ ra là các em phải theo dõi và các em đã phải học xử lý cái thứ đấy rồi chứ không phải là đến thời điểm này. Đấy, thế thì cái này thì bây giờ cái hướng giải quyết thì cũng báo cáo với lại cả trong trường thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với nhóm xem cách nào để mà thuận lợi nhất, trước tiên là để cho các em kịp cái thời gian thực tập, chúng tôi sẽ làm việc thì sau cái buổi này của em sẽ liên quan làm việc trực tiếp về cái bên chúng tôi, về phía chúng tôi thì sẽ giải quyết về cái vấn đề là địa điểm các em học thực tập như thế nào cho nó thuận lợi với cái việc để mà các em học tổ chức cái học phần này. Còn về báo cáo cái về cái môn này thì là
môn học thì cũng là quản lý của khoa, thế nên là tôi sẽ khoa sẽ phối hợp với bọn bạn để tham gia nhân viên em. Dạ, em là Tín, sinh viên lớp tiến sĩ ủy ban tiến sĩ học sinh B6. Thì em có một đối với phòng bị đánh to. Thì là hai kỳ liên tiếp là kỳ trước kỳ này thì lớp em cái các cái môn học chính trong liên giáo đều bị thiếu trong cái thời gian đăng ký môn học ấy. Thế nên là lần nào chúng em phải lập lại danh sách và đăng ký lại cho phòng đào tạo. Và những kỳ trước là môn đồ án thiết chất công trình chuyên môn, và kỳ này là đồ án thiết chất ủy ban chuyên môn. Hai môn này kỳ nào bọn em cũng phải tự mở lớp, lập danh sách và nộp lại cho phòng đào tạo để mở lại lớp ở trên trên trang đào tạo đấy. Thì có nghĩa là em cho hỏi thắc mắc là tại sao lại có sự thiếu môn trong liên giám của chúng em. Em xin phép được hỏi một câu. Alo, thì tôi xin trả lời này. Chúng ta vừa nói rồi về liên quan đến liên giám, thì vừa rồi có một số diện tích công trình là trong liên giám của cái ngành học ấy là có một số môn là điều chỉnh từ kỳ trước đến kỳ sau, và một số môn học là từ kỳ sau đến kỳ trước. Do đó là trong cái phần cập nhật của phòng ấy là chúng tôi một phần là kế hoạch ấy, thì làm thiếu, thì chúng tôi cũng đã có ý kiến là để các bộ môn các khoa và em kiến nếu như đây có phòng thiếu thì em là các khoa đó môn thì không có, thì chúng ta liên quan đến là chắc chắn là cái thứ nhất thì có khoảng hai học phần là đổi từ gì từ gì. Do đó là trong cái phần là chúng tôi là một phần kế hoạch là Cái này thêm các vấn đề nữa của năm 6 thì các bạn cũng phải chia sẻ với nhà trường. Bởi quan điểm trên hết là vẫn cứ làm là tập trung tối đa cho các bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm, không phải lo. Còn tất nhiên có những cái vấn đề gì mà các bạn thấy nó còn mắc thì các bạn cứ gửi lên cái một cửa, hoặc không có cái đấy trong cái quy trình của một cửa thì các bạn cứ gửi cái đề xuất đấy lên cho một cửa để họ đào tạo, tôi chấp nhận để xử lý cho các bạn. Xin chào. Được 15 điểm bởi vì nó khoa học tin đến 18 điểm. Nhưng mà khi em học xong kỳ 1 đến khoảng độ giữa kỳ 2 của năm nhất thì phòng đào tạo có em hỏi em là có em lên và đơn em đọc ngày quyết định là em phải đủ 18 tháng trở lên thì em được cộng 2 điểm. Và thầy bảo em là cho em một tuần, tức là đến đúng 10 tháng 3 năm ngoái là cho em cái hạn là để em về đổi lại quyết định không đủ 18 tháng trả được cái này. Nếu em không đủ 18 tháng thì em sẽ không được cộng 2 điểm.
không được cộng 2 điểm, tức là em còn quyền có 15 điểm và em không nhận được cộng 2 vào họ. Thầy sẽ vừa học em cộng lại là cho em có em khai mang giấy tờ tuyển sinh nên em sẽ khai được sợ, không được thi đại học nữa. Thế bây giờ thầy cho em hỏi là cái từ lúc ta không cần thầy sẽ bảo là cho em cái hàng và em nên phòng đào tạo ít nhất là 3 lần. Thế em hỏi nhưng mà thầy bảo là vẫn chưa được, cái này là có thể không giải quyết, cái này phải do không được nhận được. Cuối cùng là em đã không nên được và đến bây giờ em vẫn chưa được cái nhận được cái thông báo hay là cái quyết định gì của thầy về cái đối tượng em, là em có muốn tiếp tục học bỏ không? Bởi vì là năm nay em là không có năm thứ ba rồi. Cộng với lại là thì em cứ học đi. Hỏi là từ lúc thành lập trường bỏ mình đến nay mà em là người đầu tiên đi đến về đối tượng là 18 tháng hay là sao mà em nên thì em học kéo đây nữa. Thế thầy học công tác thì bây giờ không học bảo. Em làm bảo tuyển sinh. Khi thực hiện tuyển sinh thì chắc chắn là em thu cái gì được bổng lương vào đại. Và cái đối tượng mà em đang nói là đối tượng đi bộ đội. Thì từ ca năm 8 đến trước thì tất cả các sinh viên phải trong giấy phải là đủ 18 tháng trở lên thì mới nhận là theo đối tượng là theo là 2 điểm. Từ các năm 9 và năm 60 rồi thì hoàn toàn quy chế của bộ đã thay đổi, tức là sinh viên hoàn thành nhiệm vụ quân sự thì cộng thêm 2 điểm. Như vậy cái bộ phận tuyển sinh thì ta làm đúng theo quy chế, đúng theo quy chế. Thế em cho em hỏi là ở em có cái quyết định là do thượng tướng Đỗ Ba Tị tổng tham mưu trưởng ký, cái là quyết định đấy là nó nói là bọn em được đặt quân trước thời hạn nhưng mà được hưởng tất cả các chế độ của 18 tháng. Vậy là là bọn em ra hỏi các bạn bắt để bắt 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 bắt. Do vậy đối với trường hợp của em ý, là theo quy định ý, là phải từ 18 tháng trở lên. Tôi không biết là cái vâng, không thêm một ngày nữa cộng lớn là anh đang làm tỉnh Anh đúng không? Thầy Tuấn trả lời em là đúng quy chế. Bởi vì quy chế thì theo các em là ví dụ em thiếu được là nửa điểm hay là không phải em không có được, đúng không? Đấy, thì có bây giờ thì có lẽ là chính xác là đây là chắc chắn là phải có chính hội đồng tuyển sinh. Bởi vì đấy là còn chúng tôi còn nhiều lần hậu kiểm. Đấy là cái lần hậu kiểm là cái năm thứ học kỳ của cái lần đầu tiên của học sau học kiểm nhất. Còn tới là lần hậu kiểm lần sau thì nữa. Do đó cái việc này ấy, chắc chắn là chúng tôi đã có cử đã có ý kiến nghe rồi. Nếu như đấy là trong cái quyết định về có hai chỗ, một là nhập ngũ và xuất ngũ, hai là hưởng chế độ theo quy định. Hưởng chế độ quy định là đấy là trong quy định. Thế còn cái chỗ này thì nó không thể coi là 12-18 tháng được. Nó không có chuyện là coi là 18 tháng, phải đúng 18 tháng. Thế còn tôi chỉ nghiên kiến này, có lẽ là xét về thời gian tuyển sinh, có lẽ là trong trường hợp này có thể để được lúc này, đúng không? Thì có lẽ là hội đồng tuyển sinh có thể vận dụng cái quy chế của với cả năm 9 và năm 20 rồi. Đấy, chứ còn nếu mà đã áp dụng đúng quy chế cũ thì chắc chắn là em còn thiếu. Nếu như là bởi vì là chúng tôi đã xử lý tất cả những mọi đó là thiếu và đều phải có thêm một cái giấy xác nhận của đơn vị. Nên em lên xác nhận của đơn vị là tính là xác nhận em đúng. Thôi thì em vừa nói là hai thì đề nghị là đơn vị xác nhận em là đủ cái thời gian này thêm một ngày nữa có gì tôi nghĩ rằng cái xác nhận đơn vị chứ không phải là cái quyết định nữa. Và qua những trường hợp tôi nhớ có một đồng chí là tên là Nam, có quốc hội, có
cũng bị trực tiếp xử lý là cái hồ sơ, nhưng mà tôi đã gặp trực tiếp lên gặp thầy Tuấn, thầy Tuấn cũng giải thích rất đơn giản như thế nào nói là yêu cầu các em là có cái quyết định của trung tướng nó bắt đi, nhưng quyết định đấy chưa đủ mà bạn ấy phải làm thêm cái đơn là đề nghị là cái đơn vị mà rất quế xác nhận là bạn ấy tham gia xảy ra địa điểm như này và xử lý những trường hợp và bạn ấy bây giờ vẫn không bình thường và bạn ấy không đang 57 sau đó là không có bạn tháng 8 nữa, cho nên là việc này em yên tâm là phòng đào tạo và nhà trường giải quyết cho em rất linh hoạt bền dẻo để làm quyền lợi cho các em, nhưng đồng thời cũng phải có cơ sở pháp lý để phòng đào tạo tiếp tục với hội đồng tuyển sinh nhà trường và với bộ giáo dục đào tạo, cho nên là đã có những bạn đã giải quyết được vấn đề này của em thì em rất bình tĩnh và em làm theo cái hướng dẫn phòng đào tạo, ví dụ như là qua huyện thì cũng biết là thế nào phụ trách vấn đề liên quan đến là giải quyết cái khó khăn của các em. Tôi nghĩ là qua cơ điện đã làm được rồi, được nhà trường tiếp nhận rồi thì qua thông tin tin các em cũng có thể được biết cùng vấn đề thì có cả thông tin thì chính là không phải có mình em đi bộ đội về đi học có rất nhiều bạn và các bạn cũng đã được giải quyết tiến độ giống như trường hợp của em thì nên trong cái quyết định của em là nói là em đi tính bao nhiêu ngày rồi. Thế bây giờ là để em học tiếp tục học thì em cần cái gì? Bởi vì em đi tính thế còn ra được ba đỉnh được. Không học có một vấn đề là bây giờ em đi tính ở quốc học thì cũng quốc học có giấy ra vào em bây giờ có giấy ra vào em để vào được. bởi vì người ta theo từng bước một, ví dụ như là em muốn giải quyết vấn đề gì thì qua các bộ phận người ta tổng hợp kết chung, sau đó về ý kiến của ai đến bộ phận nào người ta chuyển cho bộ phận đấy, bởi vì đặc biệt là bộ quốc phòng nó nhắc nhau từng một điều nên người ta sẽ chuyển cái đơn đó và người ta sẽ hẹn ngày có thể được tiền mà nó không có cố gắng để nó làm đấy. Thế còn em đòi bài đóng thì không bao giờ được vào, bởi vì thế này không còn là người trong bộ quốc phòng nữa và thậm chí người trong bộ quốc phòng thì người ta từ ở khu vực một thì người ta mới chỉ có giấy ra vào từng khu vực đó, không ai được vào mà sẽ vào luôn luôn trong bộ phòng này. Thế cho nên em đi đi tập trung em đến cái chỗ bộ phận là biết ở đó là sẽ giải đáp cho mọi vấn đề và khi nào người ta hẹn em như thế nào thì người ta sẽ có chuyện ở đó, em không không phải lo cái chuyện về bản thân trong như là gì cả. Thế thì và em cảm ơn. Ok, thầy sẽ hỏi luôn là nếu trong bộ phận em cần giấy xác nhận hay cần gì nữa không, để em làm thủ tục luôn, không em muốn học năm. Như thầy Đạo đã trả lời em rồi, thì em phải có cái chứng nhận của cái đơn vị em đã ra bán quân thôi. Thầy, em hỏi tên giấy là gì ạ? Tên giấy là tên giấy là muốn giấy xác nhận cái này. Cái đơn trình bày của em, được chưa? Còn nếu em muốn hỏi chi tiết cái đơn như nào, thì tôi có thể tư vấn cho em trên cơ sở các bạn có gì cần gì. Dạ vâng. Xin chào. Càng năm mới được anh. Kính thưa các thầy cô và các bạn, chương trình tập buổi ngày hôm nay em là Nguyễn Tuấn Đức, có lớp chẳng đa căn 6 ạ. Lớp em có 6 cái vấn đề là em có 6 bạn theo chuyên ngành xét tuyển cao cấp và 6 bạn đấy hiện giờ là đăng ký học các lớp chuyên sâu theo sâu sau lớp xét tuyển A và các bạn lo lắng sắp tới là tốt nghiệp thì có ba môn của kỳ người dự tuyển tốt nghiệp đó là thực tập sản xuất, thực tập nông nghiệp và toán tốt nghiệp thì trường xét tuyển cao cấp không được mời thì các bạn sẽ không đăng ký tham gia để chúng ta sửa thì các bạn đấy là có buổi bên phòng đào tạo sẽ có một giải quyết để mời ba lớp đời và để chúng ta cùng lên thôi các bạn quý
tập và làm bản ra trường. Em biết nhận là em là theo hướng các điểm đạo đức. Dạ, em là các bạn có một chưa ở gốc Việt Nam không ạ? Em sẽ là các bạn để hỏi em phòng đào tạo. Rồi, xin mời mời thầy đạo. Có lẽ là liên quan đến từng chuyên sâu riêng bên ngành chất điện bản đồ ấy, thì có các cái hướng chuyên sâu đối với sâu thì đây là một cái khó khăn của bên khoa chất điện, tức là chuyên sâu về chất điện cao cấp. Thì theo quy định của trường ấy, thì vừa rồi chúng tôi đã cho đăng ký cái hướng chuyên sâu ấy, thì từng là các em có thể là 15 sinh viên thì chúng tôi cho đăng ký bình thường, tức là gì là cố gắng để làm hướng chuyên sâu. Như hiện nay thì lên chất điện cao cấp hay là có 6 sinh viên, có lẽ là xin phép là đây cũng hơn quá các kể về những quyết định của phòng đào tạo và chắc là xin kiến hiệu trưởng. Vì 6 sinh viên là một chuyên sâu thì như thế nào thì chắc là nếu mà nhà trường mình được cho phép thì chắc chắn là phòng đào tạo sẽ cho các em đăng ký. Còn bây giờ là thì chúng tôi đang cố gắng là xin phép để trường 15 sinh viên, thì bây giờ là dưới 15 thì lên để ăn để phải trường và phải quay kiến. Cái này có lẽ phải nhờ các anh quan sát kỹ đưa các anh, bởi vì tôi cũng biết cái quy trình mà anh đến lúc mà cuối cùng là hướng chuyên sâu ảnh có thể bên dưới đây rồi. Tức là theo hướng chất điện cao cấp thì bà này có 46 em chứ. Cảm ơn thầy, để mình này tức là cái thời gian này là một cái ngành chất điện. Trong cái ngành chất điện bản đồ và trong cái ngành chất điện thì chia làm 3 hướng sâu. Một hướng là chất điện quy trình, một hướng là chất điện địa hình và chất điện cao cấp. Thế thì riêng chất điện cao cấp là mấy năm nay là năm nào cũng như thế rồi. Và từ thường thì mấy năm trước ấy, thì là phòng đào tạo là không thực ra là cái này nó liên quan đến kiểu là người ta không chọn, thì phòng đào tạo không đủ để mở lớp và lúc đó thì người không có sinh viên. Bây giờ thì có lẽ là do nghĩ như này để mà ta nhìn con số, tức là nếu như mà ta chia ra là 3, nó có 150 sinh viên chất điện chia ra là 3 thì mỗi hướng chuyên sâu cũng có 50, và như vậy là đủ, có lẽ là đủ. Thế thì chỉ có cái là tất cả các sinh viên chúng tôi hầu hết là các em có thể là do cái công trình cũng tốt, cho nên là các em mới về hướng đó có những 50 tới 120, còn lại ai hướng còn lại khoảng 30 thôi. Thế thì bây giờ ta tính bài toán kinh tế, thì nghĩ là đây là bài toán kinh tế thôi. Lấy cái anh 130 đó, 130 đó bù cho anh Sáu này, hay là nhà trường có quyết định cái công chúng con như là chia 130 là 3 để mà người ta ra quyết định thì thôi. Cái quyền mà mở lớp thì hoàn toàn là quyền của phòng đào tạo, còn chúng tôi thì không có quyền gì. Quên đi. Được rồi. Các bạn. Các bạn hãy xin phép các em chưa trả lời ngay bây giờ được. Còn nếu được quyết, tôi hoàn toàn ủng hộ hết tất cả các em để gặp được. Nhưng mà tôi chưa biết cụ thể và rõ ràng tại sao cuối cùng bây giờ lại có cháu em này có chất điện cao cấp. Và cái này là ban giám hiệu phải làm việc con đào tạo, làm việc với khoa chất điện để chúng tôi biết rõ nguyên nhân, chúng tôi mới xử lý được. Còn nếu trả lời tất cả các thầy đã xong hết các em và chỉ có một cháu em thì hoàn toàn chỉ có thể mở lớp. Nhưng mà tôi chưa trả lời câu này ngay bây giờ, bởi vì tôi chưa biết cụ thể tất cả các thông tin về bản xử lý. Còn lại là vẫn đảm bảo tối đa quyền lợi của các em. Em thì cảm ơn thầy ạ. Lần thứ nhất của anh hay khác cả thầy cô giáo. Lần thứ nhất của anh hay khác. Thầy khó. Em là chính cái tâm của anh. Em dùng một cái thắc mắc thầy liên tâm nhận định của nó đạt cao ạ. Ít quá không học như là mấy người anh cũng học như tôi là nhiều nhau lớp nhất em ạ. Cái này là cái cơ sở phải là học nò. Đang chỉ lớp của thầy để làm món thứ ở lớp vào. Sau khi mình đăng ký xong vào lớp này, mấy cái thời điểm. Thế là lớp là chúng ta lớp học. Điểm trên hệ thống được cập nhật sai và cũng theo quy định là điểm là phải về của các bắt đầu qua cập nhật điểm và chúng em nên bắt đầu qua thắc mắc. Thì em nên bắt đầu thắc mắc thì bắt đầu qua trả lời với chúng em là do cái hệ thống trên bắt đầu qua cập nhật là biết nhận không nhận được vào hệ thống và phòng đào tạo cập nhật trực tiếp trên hệ thống em ạ. Và ngày 26 tháng 8 là trước ngày 26 tháng 8 là học kỳ 3 hôm đó là học kỳ 2 và chúng em phải làm đơn lại hai thằng nữa và chúng em làm đơn của em nộp lên trên phòng đào. Sau đến ngày 27 tháng 8 ngày sau ngày hôm đó thì phòng đào cập nhật đại điểm và lớp cập nhật đúng 50% số bạn trong đó.
và trong ngày từ 27 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 là cập nhật lại một nữa thì lớp được cập nhật điểm đúng hoàn toàn. Đến ngày 15 tháng 9 vừa rồi thì là cả lớp của em lại cập nhật lại một nữa và kiểm tra tiếp tục sai lớp và lỗi sai là tương tự với nhau. Đến ngày 24 tháng 9 và điểm cập nhật lại một nữa thì lại được đúng ở lớp. Và em thì có một cái thắc mắc là tại sao điểm của hệ thống lại cập nhật một cách gọi là bất ổn như thế. Và trong cái khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến thì đây là khoảng thời gian của cô ở trên khoa làm test duyệt học phẩm từ test duyệt nhiều thứ dành cho các bậc học là gì và cái điểm nó cũng nhận tiếp tục như thế thì làm sao cái điểm thì đó là vợ và tới đến cái bảo rồi nhá thì thế cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn em với là cái điểm cập nhật kiểm sai thì đầu bây giờ tôi thấy toàn là con thi đức đúng không ạ? Còn đào tạo hướng dẫn thế thì toàn bộ cái điểm ý có hai cái vấn đề mà liên quan đến điểm mà tôi mong muốn cho các em chia sẻ. Cái phần thứ nhất là các khoa nhập điểm. Các khoa nhập điểm thì chúng tôi cập nhật điểm lên trên trang web của phòng và để các em xem theo dõi. Và sau khi mà cập nhật điểm thì bao giờ cũng báo là đề nghị là các khoa kiểm tra lại điểm và có ý kiến phản hồi của các bạn đó. Tuy nhiên có một số khoa vào điểm rất là chậm. Có lẽ cái này là tôi đã từng tiếp gọi cho các trưởng các bộ môn để nhắc các thầy cô vào điểm tham quan. Cái việc thứ hai là trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì em cũng phải chia sẻ với phòng làm đại học chúng tôi đang thử nghiệm cái phần nhận điểm online và cái phần này là chỉnh sửa trực tiếp tại công ty phần mềm Anh Quân ở trong Việt Nam và chúng tôi mỗi một lần cập nhật cái phần mềm cho các thầy cô nhận điểm online thì lại phải để lại. Và có thể đây là một cái lỗi mà liên quan đến phần mềm. Để chắc chắn là tôi cũng rất mong muốn các em chia sẻ cái này. Và có khi đó thì tôi sẽ hoàn toàn là sẽ tín nhiệm về cái điểm của em. Chắc chắn không để các em sai. Trong cái thời gian tới thì các em cùng với phòng học nào để làm sao cái phần nhập điểm online của các thầy trong học kỳ 1 của các học 15 kỳ 6 này được giống như học kỳ phụ. Thế thì chắc chắn là các em theo dõi và giúp cũng có cái thông tin phản ảnh trực tiếp với phòng đào tạo đại học để phòng đào tạo đại học sẽ có ý kiến với công ty phần mềm và người ta vì đây là phần mềm bổ sung trong khi mà trước đây là có thì chúng tôi đề nghị là bổ sung cái phần là nhập điểm online. Thì nhập điểm online thì ở các trường ấy trong phần mềm này để các em chia sẻ người ta chỉ nhập mỗi điểm B điểm C nhưng yêu cầu của nhà trường ấy đối với công ty này là nhập tân thành phần các điểm thành phần của B1, C2, C3 và B là xe sinh và C1, C2 thế chính vì thế là người ta phải sửa mềm thì trong quá trình sửa mềm thì chúng tôi thấy là phòng tàu cũng là nhập thử và đây có một số cũng là các khoa cũng tập huấn các khoa các thầy cô và cái học kỳ cũ là rồi có nhập điểm lại. Trong học kỳ tới này tôi rất muốn là gì sắp kết thúc cái nửa học kỳ của cái học kỳ 1 thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có một cái thông tin để tất cả các thầy cô sẽ nhập điểm online trên kênh phần cái học kỳ 1 này thì đề nghị là các em theo dõi và có lẽ là về cái mặt điểm số thì các em chú ý là các em sẽ có thể là ghi chép lại cái điểm của em. Chúng tôi luôn luôn là cập nhật khi cập nhật thì chúng tôi bắt đầu có cái bảng lưu và các em thấy rằng là tại sao luôn đúng hoặc là sai và sau này đúng thì chúng tôi sau đó kiểm tra và lấy có vấn đề thì chúng tôi lấy cái bản phần cũ ấy bản gốc ấy bản lưu ấy là chúng tôi để lên thành cái đấy là một cái việc mà rất mong muốn các em sinh viên chia sẻ. Trong quá trình nhập điểm online tầng hôm nay thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề ra, nhưng mong muốn là để các em tiết kiệm trực tiếp thôi. Ví dụ các điểm B, C các em sẽ trực tiếp các em sẽ biết và đề nghị các thầy cô là phải chấm điểm ngay tất cả các phần đấy. Sau đó là gì? Còn cuối cùng là cái điểm tiêu phần. Thế thì chúng tôi cũng triển khai cái đó thì rất mong muốn là sự ủng hộ của các cô và các em sinh viên để cái tất cả để các em có thể biết được các tiền trực tiếp của các em đến tầm
những giờ rất cụ thể. Ví dụ như là điểm thành phần em biết trước. Còn chúng tôi biết là rất nhiều cũng thắc mắc là tại sao những điểm thành phần đến giờ cuối cùng vẫn chưa biết. Thì do đó cái điểm là học phần em không biết. Thì đấy là cái mà cũng thay mặt phòng đào tạo ghi nhận cái đóng góp của em phản ánh với em như thế này. Và chúng tôi sẽ khắc phục để tới lúc nào tốt hơn. Chắc chắn là không ảnh hưởng đến quyền lợi của các em. Xin cảm ơn em. Em xin hỏi một câu hỏi với thầy là về cái việc trong quá trình nhà em xử lý cái vấn đề vào trong thời điểm đó thì đúng theo tôi thấy một tuổi rồi chúng em làm là em sẽ đa cái đơn xin sửa điểm hoặc ở trên mạng xuống và sau khi đấy là em xin chữ ký sau khi đấy là em sẽ phải đột trong một cửa đúng không ạ? Và khi em đột trong bộ phận một cửa và chuyên viên của bộ phận một cửa nói là đề nghị bảo em rằng là em về viết là một cái đơn viết tay và gửi cho các thầy ký sau khi đấy là lộn đúng theo một phần cửa và sau khi đấy là em cũng về em làm tương tự và em về cũng viết một cái đơn bằng cái tay với cái lúc thay cho tương tự như thế và em lộn lại cho em lên trên một môn trên văn đồng khóa mỏ cái tin tư ký của thầy phó trưởng khoa thì thầy trả lời với em như sau ạ. Chúng tôi thì ký vào đơn của mẫu của trường còn đơn viết tay chúng tôi không ký và cuối cùng là chúng em đã phải tái thi thể nặng rất là nhiều lần nữa bắt đầu khoa mỏ và tòa ra và cuối cùng là thầy chỉ ký ra chúng em vào cái tờ sau của trường và đồng thời là em cũng biết được thì cũng không nộp được và bắt buộc mặc dù là đã có chữ ký của thầy phó trưởng khoa là chúng em không thể nộp được và lại phải nhờ của cô trên văn khoa xuống để nộp được và cái điều đang nói của em ở đây em nói là cái cơ chế làm việc bằng cách làm cái cách thức làm việc nữa bắt đầu khoa và được đào tạo như thế là như thế nào rất là khó khăn cho em sinh viên ạ cứ chạy lên để chúng ta được thế tiếp tục rất là như thế ạ mong rằng em mong rằng cái thấp nhất là thấp hơn thì nó sẽ không được chỉ ra điểm vấn đề này ạ có lẽ là hôm nay tất cả là đây là có các em là đại diện là ban từ lớp và có một số em là đại diện cho trong lớp thì tôi rất mong muốn này có lẽ là đây là mong muốn cho em giúp cho phòng đào tạo và các khoa thì có lẽ là chúng tôi rất muốn thế này là đây là có các thầy cô ở trong các khoa đầu tiên là tôi đề nghị là đi đến các khoa xử lý trước có lẽ là xin phép là các khoa xử lý trước sau đó này tôi đề nghị là gì có lẽ là tập trung vào khoa và khoa sẽ chúng làm việc tổ chức không để các em vất vả như này bởi vì cái như thế này xin phép là cái số mà mẫu đơn được trên một cửa xin phép là chúng tôi mới chỉ nghĩ ra những cái thứ thế nào còn có những cái mà gì là có những cái đơn ý đơn từ ý là nó xuất hiện mới do đó là lúc đó yêu cầu viết lại chứ không thể là toàn bộ được nên là đề nghị các thầy các khoa không thông cảm có những cái là đề nghị phải viết lại còn có những cái là mẫu đơn có rồi thì chỗ thầy phát sẽ bổ sung những cái phần mẫu đơn để các em viết vào cho cụ thể hơn và đề nghị các khoa nếu trong những trường hợp như vậy thì có thể các toàn bộ làm việc trực tiếp hoặc là đặt để biết được em cụ thể hơn em thầy ạ, em một câu hỏi muốn để giải đáp. Hình ảnh máy tay vừa rồi em có đăng ký một môn chuyên môn nghiệp về học ngoại ngữ cùng các chị sinh viên. Đây câu giống một phần ba người là hết hạn. Về xoay phòng đào tạo. Trả lời đây. Xin phép là em này, riêng các cái học phần như là anh là có mọi học rồi, riêng những học phần mà nhà trường của mình thì các em yên tâm là không ảnh hưởng gì đến các em. Các em không phải đóng học phí, các em nào đóng học phí rồi thì chắc chắn là sẽ phải trả lại cho các em. Là tức là bây giờ em đăng về em nộp thì em công ty là nộp được không ạ? Tức là em muốn nhà trường lên em cứ nộp đủ cái số tín chỉ mà em không phải những cái số tín chỉ mà em không phải học bây giờ là nhà trường hủy. Tức là bây giờ em muốn nhà trường lên các trường để em học đủ, mà em không muốn dây dưa làm gì đằng sau nữa tự nhiên của em. Không, thì thế này một chút thì là em phải thông cảm một số em sinh viên đây hiện nay vừa rồi có một số em sinh viên vẫn chuyển nhóm thì khi chuyển nhóm xong thì chúng tôi sẽ làm cái đó thì chuyển nhóm đã hết hạn từ cách đây hết hạn nói thực với em là nếu chúng ta làm tương đối như thế rất dễ như hiện nay như vừa nay là em một số em là hôm trước chúng tôi có một số cái thông báo là những lớp sinh viên mà ít hơn có người giống như trường hợp mà các em vừa mới hỏi bên các địa đấy là có những cái lớp thì chúng tôi là 15, 20 sinh viên trở lên thì mới mở lớp nhưng có những lớp hiện nay là có các đơn vị các bộ môn đi là có những này có 15 sinh viên hoặc 17 sinh viên 4 sinh viên mà chuyên sâu thì nhà trường vẫn mở lớp do đó là những lớp đó thì chúng tôi được
thì tôi xin hứa các em là trong tuần này chắc chắn là gia đình những cái bộ phận là mình sẽ gửi cho các em. Nói thầy cũng hiểu. Hôm qua này để cho em nắm tờ trình này. Thứ nhất là cái danh sách mà các em đóng học phí, đặc biệt là đóng học phí của khách hàng. Thì là nhà phòng đào tạo là cập nhật từ ngày 8/9. Cho nên là có một số em là bây giờ trong từ ngày 8/9 giờ thì có thể là có nhiều lớp mà đã thay đổi, có lớp thì tăng, có lớp thì giảm. Thế thì bây giờ là các em vẫn đóng tiền vào tài khoản của mình. Cái lần quét lần thứ nhất phòng đào tạo khách hàng sẽ gửi về. Nếu như các em chưa đủ phí thì sẽ chưa được quét lần đầu. Nhưng sau khi có kết quả lần đầu, phòng đào tạo sẽ lại tiếp tục cộng lại học phí một lần nữa. Chứ không phải là nhà trường chỉ có tính một lần, cho nên em cũng tính như thế. Tức là em có đóng học phí đúng không ạ? Và nhà trường sẽ có đơn có tổng cộng là không phải chỉ một lần quét. Không, em có đóng học phí đúng theo cái số tiền mà không số tiền mà hiện tại. Nếu như con học em được gửi, tại vì là cái danh sách mà gửi ngân hàng đấy là danh sách cập nhật từ ngày 8/9 nha, nhớ lại nhé, là ngày 8/9. Thế thì nhờ chứ cứ lắm. Thế thì các bạn khi con giải thích thêm, các bạn đã hiểu chưa nào? Đúng không? Thế em hiểu chưa? Chính xác, nếu như em đã được họ đã tạo hình thì lần đầu có thể là danh sách cập nhật lần đầu. Sau này khi mà ngân hàng gửi danh sách về, các cô sẽ lập danh sách nhưng em chưa hoàn thành phí. Các bạn phải chú ý là phải theo dõi cái danh sách mà đã được hoàn thành phí. Nếu như mà lần đầu chưa được cộng, tức là mình có cái một số tiền của mình có thay đổi và nhà trường còn đã sẽ lại cộng lại lần thứ hai và ngân hàng đã sẽ đẩy lần một lần nữa, được chưa nào? Nhá. Vừa lên một cái lúc là đang hỏi đúng học phí đấy ạ. Em là năm nhiêu? Em lên trình lên nộp nhưng mà xe cô lại bỏ cô chỉ thu đúng cái số tiền mà hiện đang đào tạo cập nhật thế nào thì cô cứ như thế thôi. Thu sau rồi, thu sau. Nên em thiếu đấy thì cô làm sao mà thu ạ? Thế nhưng em không trả lời luôn em là thứ nhất em đã là 7 này, em không nộp tiền trực tiếp tại phòng Facebook, đúng không? Chỉ như những trường hợp mà những em mà được có các thành viên xác nhận là vì một lý do gì đấy mà chưa có tài khoản. Thế còn như trường hợp của em thì nếu như mà phòng đào tạo đã nghỉ rồi thì em cứ đóng đúng theo số tiền đã. Và nếu như cái lần này chưa được quét thì lần thứ hai phòng đào tạo sẽ cộng lại cái số tiền mà em phải đóng, đúng không? Thì ngân hàng người ta sẽ quét lần thứ hai. Tất cả các bạn hiểu hết rồi bạn thì đúng không? Nhá. Có gì nữa không các bạn ạ? Thế bây giờ xin trả lời tiếp một trường hợp thái hoàn. Các bạn hỏi về cái thời hạn đóng bảo hiểm y tế thì cũng chia sẻ cái này các bạn cũng thực sự là phải chia sẻ với lại cái áp lực thu tiền, bởi vì cái số lượng sinh viên của trường mình là mười mấy cái sinh viên, nếu như mà chỉ thu theo theo quy định thì là nó rất là ngắn ngày, vì thế nên là trên phòng có đề nghị là xong và cái thời hạn kéo thành hai đợt, tức là đợt một là năm 6 và năm 7, đợt hai là năm 8 và 9. Thế thì nếu như theo thông báo như thế, không có nghĩa là đến thời điểm này các bạn đang 6 đi đóng mà phòng trợ dựng không được thu tiền. Có bạn nào nên đóng mà phòng trợ dựng không được? Tất cả giấy tờ thông báo như thế để các em đóng để khi em lên đỡ phải chen nhau thôi. Chứ còn kể từ đến ngày hôm nay các bạn nên đóng phòng trợ dựng bất thu bình thường. Bởi vì là theo cái quy định thì là trong tháng 10 là nhà trường phải gửi cái danh sách để bên trạm y tế là thống kê và gửi ra bên bộ y tế. Cho nên là các bạn phải biết là thì cái thời hạn đóng chỉ có hạn thôi. Và cái ý thức thì nào thì em hỏi là không, nếu như mà cái việc đấy là có thể là em phải có ý kiến cụ thể thì có thể là riêng. Thế còn đấy là thì hôm nay có một số bạn đã có ý kiến thế là cái quy định đóng
chẳng hạn như các bạn chưa đến trường hoặc là chưa đến học mà đã đóng thì thực ra là nhìn chung là có thể là ý thức các bạn đóng rất là đúng thời hạn. Còn những trường hợp nào mà chưa về trường được thì ngay đến hôm nay tức là hết hạn đã 6 rồi nhưng mà còn được bộ thu nhá. Thế còn mà về cái trường hợp của bạn thì nó là những bạn lớp thì cũng về nhắc các bạn nhé. Thường xuyên phải cập nhật, tức là khi mà nhà trường mà và thông báo với danh sách là ký thì mình phải nắm được là mình rơi vào cái trường hợp thế nào mà chưa được ngân hàng quét nhá. Còn nếu như trường hợp nào mà thấy mà mình chưa thể gọi là yên tâm và chưa tin tưởng được thì các em học thôi, còn các em sẽ trả học nhá. Có ý kiến gì không và liên quan đến cái mình chắc là không còn đúng không, đúng là mình sẽ là đầy đủ rồi đúng không? Về đi. Đừng nghe em ơi. Ồ. Em xin chào thầy cô các bạn. Và em là tiếp đến từ lớp khóa đại tác B đăng ký ạ. Năm ngoái thì đầu năm học con em đóng học phí gồm cả bước phòng 4, bước phòng 2, bước phòng 3. Nhưng tuần thứ 3 thì nhà trường cho nghỉ để các bạn về phòng 2 nhập học học chính trị. Nhưng bọn em vẫn phải đăng ký lại bước phòng 3 và đạt tiền học bình thường ạ. Bước phòng 3 bố không, nhưng mà đã có phí bước phòng 4, bước phòng 2, bước phòng 3 rồi. Nhưng bọn em mới chỉ được học bước phòng 1 và bước phòng 2 rồi. Còn bước phòng 3 thì này em đăng ký lại thì vẫn phải đạt tiền bình thường. Đúng rồi, ai hỏi mày không đăng ký chuyển. Cái năm khi các bạn nhập trường này, thì bao giờ mới nhập trường thì cũng phải nhà trường cũng thu khoản trước, đúng không? Để mà các em học. Thế thì tôi chỉ nói một cái này các bạn, tất cả những vấn đề liên quan học phí, các bạn có một cái nhỏ này thôi. Không ký chuyển thì là sao mới đi được đấy không? Có đúng không? Smartphone hay là không smartphone đâu? Không ạ. Rồi, bây giờ tôi nói một cái này, tôi không biết bao nhiêu bạn là dùng điện thoại trả trước, bao nhiêu bạn dùng điện thoại trả sau. Trả trước hết là các bạn phải trả theo hình thức với các bạn học, đúng không? Nhà trường nó tặng điều kiện hết sức, vân vân, tất cả mọi chuyện là các bạn đăng ký học, vân vân, tất cả mọi cái. Chứ còn về nguyên tắc các bạn là gì? Các bạn cũng alo, các bạn làm 20.000 vào, có 20.000 trong tài khoản, các bạn phải gọi điện, gọi điện bắt đầu từ lần đi, hết thì nó đi. Ở đây là nhà trường hoàn toàn không được tối đa với các bạn là gì? Đăng ký môn học chưa nộp tiền gì cả, sau đó cũng giả soát tất cả mọi cái. Thì cái đấy các bạn nhìn một góc độ nào đấy là thuận lợi rất lớn rồi. Rất nhiều trường là người ta thu phục của các bạn bất luận như thế nào. Trước khi vào năm học, các bạn phải đủ tiền thì các bạn mới đăng ký được năm học. Nếu là trường chúng ta cũng làm như thế thì chắc chắn là không bao giờ có những câu hỏi như của các bạn ở đây cả. Đúng rồi. Thì các bạn có thể là thì chúng ta đang cùng tạo điều kiện với nhau rất nhiều. Những cái gì nó gọi là lỗi kỹ thuật, cái gì nó là một cái sai sót nhỏ thì các bạn cũng phải hiểu và nhận được tất cả những chuyện như thế. Còn về em lớp con khai thác cái năm 9 mà chưa được có ba em đồng học phí vào rồi thì em phải hoàn toàn sẽ đi học, không phải là nhà trường còn công nhận điểm cho em không được học, em không tiền vào, đúng không? Đấy, còn lại cách triển khai như nào thì nó mà hoàn toàn cũng phải cân đối hết tất cả. Lực lượng các thầy ở trong bộ môn giáo dục quốc phòng cũng không phải là một cái vô hạn, cũng chỉ có một khoa giáo dục quốc phòng của nhà trường, cũng phải triển khai tất cả những cái học giáo dục quốc phòng cho các bạn thì chắc chắn nó ở đâu đó nó sẽ có cái mà cũng chưa đặt câu hỏi lại cho các bạn và các bạn chưa đúng chưa. Từ giờ đến giờ rất là nhiều các câu hỏi các bạn là rất lớn nhà trường rồi, các bạn yêu cầu này yêu cầu đó. Tôi có một cái rất nhỏ để muốn các bạn thì các bạn thử nghĩ xem trong tình huống như vậy các bạn thiết kế như vậy được. Chưa có một ý kiến nào là theo em các thầy ạ, làm thế này là sẽ tốt hơn. Theo em các thầy ạ, hướng đi như thế này nó tốt hơn. Và thầy các bạn gọi là, ui dồi em ra trường em bấp một cái. Tại ai? Tại ai đóng cái đinh? Thế bao giờ các bạn đã nghĩ là cái điều là gì? Là chúng ta trước khi đi đằng trước chúng ta phải nhìn xem là chúng ta có cái đinh không? Để chúng ta phải bấp. Thì hoàn toàn tất cả ý kiến mà để mà đọc, các bạn đóng góp này tôi chưa thấy mấy. Nhưng mà toàn thấy ý kiến là tại sao em có cái này, các thầy chưa làm được, tại sao đây, tại sao cái kia. Mặc dù có thể có nhiều cái là chúng ta cùng với nhau, cùng nhau suy nghĩ để giải quyết nó tốt hơn. Thì chưa thấy các bạn nào có một ý kiến đấy cả. Theo các bạn là có loại thử hiến kế cho một cái nữa. Alo.
Đầu tiên cho em xin chào các thầy và cô, các bạn sinh viên có trong một trường ngày hôm nay. Thế lần này đến với, em tên là Tú, em đến từ lớp 9 của trường ngày hôm nay. Thế này là em có hai câu hỏi muốn hỏi thầy và các thầy cô giáo ạ. Em thấy em có hỏi thứ nhất của em là về chương trình đào tạo của ngành thiết bị đồ lý á. Ở kỳ học thứ 6 á, là bọn em có hai môn, một phần đấy là kỹ thuật thủy tín.